Quyển 3, chương 61 Chiến thiên vẫn luôn trốn trong chỗ tối, rất ít hiện thân, cho nên giả tấn xuyên cũng không rõ hắn bị bắt lúc nào. Có lẽ đó không phải là chiến thiên, mà do bọn họ tùy tiện tìm một kẻ tướng mạo giống thế để thay vào. Chiến thiên, chiến thiên. Nếu cậu đang ở đây thì lập tức hiện thân, giả tấn xuyên thử gọi hắn. Nếu hắn không bị bắt nhất định sẽ ở bên cạnh mình. Hư hư. Không cần gọi nữa, có gọi cũng vô dụng. Ngươi cho rằng kẻ trên đó là hàng giả mạo sao? Lẽ nào ngươi không biết dùng linh thức để cảm ứng sao? Không phải trên người kẻ đó chính là linh tràng của hắn sao? Tuy gần đây giả tấn xuyên mới biết linh thức cảm ứng, nhưng linh tràng trên thân người đó quả thật giống hệt chiến thiên. Sao rồi? Xác nhận rồi. Ngươi biết nên làm thế nào rồi đúng không? Giả tấn xuyên thật muốn đấm lên cái mặt cười xấu xa kia. Y nhìn sang chỗ ngồi tuyển thủ, chân chính đang lo lắng nhìn y y cắn răng giơ tay với trọng tài tôi nhận thua ý ý ý chuyện gì vậy lại một tuyển thủ tự động nhận thua nhưng hành động này thật vô lý a à? từ trận đấu vừa rồi cho thấy bất luận thế nào thì cũng là tuyển thủ giả tấn xuyên chiếm ưu thế mà rốt cuộc là tại sao vậy huyền thiên khó hiểu hôm nay sao vậy chứ một người hai người nhận thua khụ khụ tuy hai trận đấu vừa rồi đều kết thúc khá ly kỳ nhưng cuộc đấu tiếp theo tuyệt đối sẽ đặc sắc hơn. Nhớ cầm chắc điều khiển của các bạn, nhớ đừng đi đâu, sau quảng cáo sẽ có nội dung đặc sắc hơn chờ đợi bạn. Không những huyền thiên nghi hoặc, những người khác đang ngồi cũng không hiểu nổi, tình trạng hiện tại là sao? Chuyện gì vậy? Rõ ràng tiểu giả sắp thắng rồi mà, gấu trúc vốn đã có vẻ mặt rất ngốc, bây giờ trông còn ngốc hơn. Safin bóp mặt nó, không biết, nhưng y sắp xuống rồi, đợi hỏi y là biết hư không già là đánh giá thiên niên trảm, tên đó không đơn giản, ta luôn cảm thấy cảm giác trên người hắn rất quen. Nghe được câu này, ngay cả hiểu giả bách quỷ cũng bắt đầu tập trung lực chú ý lên người thiên niên trảm, ta từng nghe sư phụ nói, thanh phá không của ta và trảm thiên đều là vật cất giữ của sư phụ. Sao lại rơi vào tay tên đó? Không, ta thấy thứ đó của hắn tám phần là hàng giả, trên nó căn bản không có linh khí, hư không già là phát động linh thức hai mắt biến thành u lam thâm thẳm. Hơn nữa nghe nói trảm thiên có thể chém đứt thời gian, phá không của ngươi mới cắt được không gian. Vừa rồi kết giới không gian của hắn chẳng qua là trò hề xoan xỉn. Người như thế cũng có thể làm đại tướng quân. Hừ, Sa Phin khinh thường hừ lạnh. Chỉ có chân chính hiểu tình trạng của người yêu, vì từ đầu đến cuối hắn luôn chú ý vào giả tấn xuyên. Khi y dừng hành động, khi đảo mắt lên chỗ ngồi khán giả, hắn phát hiện chiến thiên bị bắt. Xem ra, người yêu bị uy hiếp giả tấn xuyên đi xuống, mọi người bu lại, mồm năm miệng mười quan tâm. Tiểu giả sao vậy? Ngươi làm sao thế? Tên đó có lai lịch gì? Giả tấn xuyên vung tay ngăn cản mọi người tiếp tục chế tạo tạp âm, ngừng. Thế giới coi như yên tĩnh. Bạn của tôi là Chiến Thiên bị tên đó bắt mất, tôi bị uy hiếp, chỉ có thể nhận thua. Lùng mập, cậu và Safin đã đấu xong, giúp tôi với, cùng tôi đi cứu Chiến Thiên. Giả tấn xuyên rất thông minh, không hỏi Safin mà trực tiếp hỏi gấu trúc. Chỉ cần gấu trúc đồng ý, Safin không thể không theo. Quả nhiên, gấu trúc không nói hai lời vỗ ngực nói, không có vấn đề gì. Nhận được ánh mắt lo lắng của người yêu, giả tấn xuyên kéo tay chân chính, cậu còn phải thi đấu. Yên tâm đi, tuy không có cậu, linh lực của tôi bị giảm mạnh, nhưng vẫn còn Safin và Viagra đi cùng, sẽ không có chuyện gì đâu. Cậu phải cố lên. Tôi sẽ cố trở lại trước khi cậu thi đấu. Bọn họ chưa đi xa, chắc có thể đuổi kịp rất nhanh, biết hắn lo lắng cho mình, muốn cùng mình đi cứu người, nhưng y không thể để người yêu vì mình mà bỏ cuộc đấu. Bản thân không thể ở đây đấu cùng hắn, khiến thực lực của hắn giảm mạnh đã rất có lỗi rồi, không thể để hắn không chiến mà bại. Safin an ủi chân chính, yên tâm đi, ta bảo đảm y sẽ bình an trở về. Ngươi cầu nguyện trọng tài đến cuối mới rút được tên ngươi ra đấu đi. Nhìn bóng lưng giả tấn xuyên, chân chính mấy lần muốn đuổi theo nhưng ráng nhịn cuối cùng hắn chỉ có thể cầu nguyện trong lòng cậu phải bình an trở về mà giả tấn xuyên vừa bước chân khỏi hội trường lúc này trong lòng đột nhiên cảm nhận được bất an của chân chính xem ra ngày tâm linh của họ hoàn toàn tương hợp đã sắp đến y quay lại nhìn hội quán yên tâm đi tôi nhất định sẽ bình an trở về viagra cậu có thể ngửi được mùi hay linh tràng của chiến thiên không mùi sao có thể tôi cũng đâu phải chó Tiểu giả này cho rằng động vật đều có khứu giác rất nhạy sao? Vượng tài người ta cũng đâu phải chó đâu, giả tấn xuyên lầm bầm. Nếu không phải mình không ở cạnh chân chính, sợ hắn mất đi vượng tài thực lực sẽ càng thấp, thì chắc chắn y đã hỏi mượn vượng tài. Tên đó quả thật chính là chó la si. Nhưng mà linh tràng thì ta có thể cảm ứng được. Gấu trúc kiêu ngạo nói. Vậy còn đợi gì nữa? Mau lên, giả tấn xuyên sáng mắt, hy vọng bừng lên. Có lẽ lời của Safin phát huy tác dụng, mấy trận tiếp theo đều không rút được bọn họ. Cho đến chiều hiểu giả dạ bách quỷ mới có cơ hội ra đấu. Các bạn khán giả, tiếp theo sắp tiến hành trận thứ 17 của vòng đấu này. Xin mời đệ nhất mỹ nữ yêu tộc xinh đẹp lộng lẫy như thiên tiên của chúng ta, đại nhân Bách Hoa Diễm rút thăm tuyển thủ thi đấu. Bách Hoa Diễm đứng lên, vô cùng thước tha vẫy tay với ống kính. Đúng là đại mỹ nữ, cho dù chỉ mỉm cười đơn giản, cũng khiến người khác mặt đỏ tim đập cảm ơn đại nhân bách hoa diễm mỹ lệ động nhân tuyển thủ ngài rút được là cát trà tuyển thủ cát trà đến từ ma giới theo tuyên bố kích động của huyền thiên một thiếu niên thông qua cửa truyền thống xuất hiện trên võ đài thiếu niên này rõ ràng là một vị yêu tộc tuy cậu không giống gấu trúc có lỗ tai động vật trên đầu nhưng dưới vạt áo thuần trắng đó lộ ra cái đuôi mèo màu trắng có thể vài vị khán giả sẽ cảm thấy kỳ quái tuyển thủ các trà không phải đến từ ma giới sao tại sao lại là một thiếu niên yêu tộc nói đến việc này thì không thể không nhắc đến thân phận của cậu cậu là con nuôi của phần ma đại ma vương ma giới tin rằng các vị khán giả đều rõ địa vị của phần ma tại linh dị giới có thể nhận được sự coi trọng của hắn tuyển thủ các trà chắc chắn cũng không phải dạng tầm thường vậy chúng ta hãy xem thử đối thủ của cậu là ai đây hình ảnh tuyển thủ trên màn hình lớn đang thay đổi ồ dừng rồi, là tuyển thủ hiểu giả bách quỷ. Hiểu giả bách quỷ vác thanh cự kiếm phá không của hắn xuất hiện bên kia võ đài, hắn liếc nhìn đối thủ trước mặt. Nếu đã có đuôi mèo, thì chắc là một con miêu yêu. Tuy đã giấu được lỗ tai, nhưng vẫn còn đuôi, chứng minh hóa hình còn chưa hoàn toàn, tối đa cũng chỉ là một con mèo chưa thành niên tốt hơn gấu trúc một chút thôi. Nhưng tướng mạo thì rất xinh đẹp, dung nhan các trà đáng yêu dễ gần, chiếc cầm nhọn đặc biệt của miêu tộc, mắt to như quả hạnh còn có làn da trắng tinh, thân hình thon dài mảnh mai, hơn nữa còn để tóc ngắn cúp vào. Bình thường mà nói, con trai để kiểu tóc ngắn cúp vào này, luôn khiến người ta nảy sinh cảm giác ngơ ngơ ngốc ngốc. Nhưng cậu ta hoàn toàn không như thế, ngược lại thêm vào một phần diễm lệ. Khi hiểu giả dạ bách quỷ quan sát đối thủ này, đối phương cũng đánh giá hắn. Ánh mắt đó tràn đầy địch ý, người chính là hiểu giả dạ bách quỷ, tuy giọng nói trong vắt dễ nghe, nhưng ngữ khí lại lạnh lùng ngạo mạn thấy hiểu giả dạ bách quỷ không trả lời, cậu ta cắn đôi môi đỏ, hư. Cũng bình thường thôi. Không biết lục ca ca làm gì phải để ý ngươi. Phi. Đồ hồ ly tinh vô liêm sĩ. Hiểu giả dạ bách quỷ vốn không định để ý đến khiêu khích của cậu ta, không ngờ mình lại bị mắng là hồ ly tinh. đồ sao? Hắn là một nam nhân cũng bị mắng là hồ ly tinh. Huống chi hắn căn bản không có quan hệ gì với lục đó hết. Hắn bất giác nhíu mày nói, ta không biết ngươi đang nói gì các trà khinh thường biểu môi đừng giả vờ ta cho ngươi biết cho dù ngươi có dùng thủ đoạn hạ lưu nào dụ dỗ lục ca ca của ta lục ca ca cũng sẽ không thích ngươi ta và lục ca ca từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã sớm có mầm tình rất sâu không có chỗ cho ngươi chen chân ngươi mau chết tâm đi hiểu già dạ bách quỷ lạnh mặt ta và lục chỉ coi như có duyên gặp mặt hai lần ta thiếu hắn một ân tình mà thôi nhưng hai chúng ta không có quan hệ gì đặc biệt dứt khoát và rõ quan hệ hắn không muốn vô duyên vô cớ bị dính dáng vào vướng mắc tình cảm cẩu huyết này hơn nữa còn là tình cảm vướng mắc của nam nhân và nam nhân hư sao rồi hiện tại sợ rồi không dám thừa nhận lục ca ca hiện tại trở về cả ngày chỉ nhắc đến ngươi ngươi còn dám nói các ngươi không có quan hệ đặc biệt mỹ thiếu niên bung vuốt ra hư hôm nay chúng ta phải phân thắng bại nếu ngươi thua rồi thì ngoan ngoãn cách xa lục ca ca ra cho ta đừng mặc giày trêu chọc hắn nữa hiểu dạ bách quỷ vung kiếm tuy ta không có một chút hứng thú nào với lục ca ca của ngươi nhưng ta sẽ không thua hai mắt thiếu niên từ hình tròn biến thành đường thẳng há miệng nhe răng không cho phép ngươi dùng ngữ khí đó nhắc đến lục ca ca xem chiêu thiếu niên có động tác vô cùng nhảy bén nhẹ nhàng nhảy vọt lên không lập tức nhảy lên đỉnh đầu hiểu dạ bách quỷ mắt thấy móng vuốt sắc bén sắp cào lên mặt hắn, ken hiểu giả dạ bách quỷ lập tức dùng cự kiếm cản lại một kích, móng vuốt và kiếm va nhau vang lên thanh thúy. tuy móng vuốt bị cản lại, nhưng thiếu niên vẫn tiếp tục tấn công trên cao, cái đuôi màu trắng vương dài cuốn lên cổ hiểu giả dạ bách quỷ. Ôi cha cha, tuy chiêu này có hơi không nhập lưu, nhưng quả thật là một lần tấn công có hiệu quả. hiểu giả dạ bách quỷ bị cuốn rồi, hắn có thể giải thoát không? thấy hiểu già dạ bách quỷ bị mình quấn chặt khó thở các trà lộ ra nụ cười tàn nhẫn tiếc rằng cậu cũng chỉ đắc ý được một lúc này hiểu già dạ bách quỷ niệm khẩu quyết cùng phong nổi lên một trận linh khí cường đại dần bao trùm hắn mà ở không trung sau lưng cậu xuất hiện một bộ xương có đeo mặt nạ giáp nửa bên đó là cái gì tuyển thủ hiểu già dạ bách quỷ đột nhiên phát ra linh tràn mạnh như thế xương khô mang mặt nạ giáp tôi không nhìn lầm chứ Lẽ nào, lẽ nào đây là sát khí của phá quân tinh trong truyền thuyết? Các trà bị sát khí hất ra, bắn mạnh xuống đất. Úi da, cậu kêu đau, sờ sờ cái mông bị dập, không bao lâu lại không phục phát động tấn công lần nữa, nhảy vọt lên không. Hiểu giả dạ bách quỷ niệm khẩu quyết, tự kiếm phá không tỏa ra ánh sáng u lam, sát khí gây người thoáng chốc tản ra tứ phía. Kiếm quan chớp qua, không gian trước mặt hắn như một miếng vải, bị chém ra một cái lỗ cao bằng một người các trà không ngờ đột nhiên có biến số thế này không kịp thắng lại trực tiếp nhảy vào trong không gian bị cắt ra a à, tiếng vọng như rơi vào hang sâu truyền ra hiểu già dạ bách quỷ lại niềm khẩu quyết lỗ không gian đó tự động đóng lại tất cả hồi phục nguyên trạng cứ như chưa hề xảy ra chuyện gì cậu thật vinh hạnh thu kiếm lại đây là lần thứ hai trong đời hắn sử dụng đến năng lực phá không gian của phá không ủa cuộc đấu kết thúc rồi mới bắt đầu một phút thôi mà vậy mà đã kết thúc rồi. Không hổ là tuyển thủ hiểu giả bách quỷ. Tôi thật không dám tin vào mắt mình nữa. Lúc này giả tấn xuyên đang ngồi trên lưng sa phim đã hóa thành phi lông, mà con cự long giang cánh đó, trong tay đang cẩn thận xách một con gấu trúc. Gấu trúc phát hiệu lệnh, mau. Ta cảm nhận được rồi, ở ngay phía trước. Giả tấn xuyên nhìn cảnh sắc dưới chân, sương khói đen nghịch lan tràn xung quanh khu rừng, mang theo mùi thối rửa tẩm lợm, Y không khỏi nhíu mày, lại là hát vụ. Safin cũng có dự cảm không hay, đợi lát nữa xuống đó rồi, mọi người phải cẩn thận. Xem ra bên trong có kỳ quái. Không được. Bên dưới quá đen không thấy được gì, hơn nữa mùi vị đó thật không chịu nổi, ta đáp xuống không được. Safin bay luẩn quẩn trên không, nhưng vẫn không dám xuống, vì nguyên khu rừng bên dưới đều bị sương độc đen nghịch phủ kín, căn bản không nhìn rõ bên dưới có gì, nói không chừng còn mai phục một vài cạm bẫy hoặc quái vật. Hơn nữa mùi vị thúi ngập trời này quá mức gây mũi, cách xa như thế vẫn có thể cảm thấy tẩm lợm, thực sự không muốn lại gần. Hắn vỗ cánh thật mạnh, muốn xua tan sương đen đó. Tiếc rằng một chút tác dụng cũng không có, sương đen đó như dính trên mặt đất, bất động như núi. Vậy làm sao đây, gấu trúc bịt mũi, nó sắp bị thúi ngất luôn rồi. Tôi gọi điện về cầu chi viện, giả tấn xuyên lấy di động ra, may mà chỗ quỷ này vẫn còn tín hiệu. Alo, chân chính. Vẫn chưa tìm được, chỗ chúng tôi gặp chút phiền phức, bên các cậu thi đấu xong chưa? Quỷ quỷ. Thắng rồi. Tốt, nhờ anh ta qua chi viện cho chúng tôi. Ừm, nhớ bảo anh ta mang theo mặt nạ phòng độc. Ái cha cha, cuộc đấu vừa rồi thật sự đặc sắc vô cùng, trải qua một vài cuộc đấu không biết nói sao của tổ 240, phần sau của cuộc đấu coi như cũng ra dáng chủ trì huyền thiên càng nước miếng tung bay không biết tiếp theo sẽ có những tuyển thủ nào mang đến cuộc đấu đặc sắc cho chúng ta chúng ta hãy chờ đón xem vòng đấu thứ tư đã tiến vào hồi kết tuyển thủ còn lại không nhiều nói thật hư không già dạ la không sợ bất cứ tuyển thủ nào trong đó nhưng xuất phát từ giao tình với các thành viên trong đội nảy sinh trong thời gian này cậu không hy vọng đối địch với chân chính cũng may trận này cuối cùng cũng đến phiên cậu mà đối thủ của cậu không phải chân chính mà là một tuyển thủ tinh linh tộc do phổ Đà Thiên Tôn rút thăm. Khi người chủ trì gọi tên cậu, cậu vuốt lại nếp nhăn trên vạt váy do tư thế ngồi tạo ra. Chỉ cần lên sân đấu, chỉ cần có cơ hội lên ống kính, cậu nhất định sẽ kiên trì đổi sang nữ trang. Ban đầu giả Tấn Xuyên còn cho rằng cậu vì bỏ nhà đi, vì tránh gia tộc truy bắt mới mặc nữ trang che tai mắt. Nhưng thật ra, đại sự của linh dị giới như đại hội thiên hạ linh hiển toàn linh dị giới có ai không biết. Huống chi còn có truyền hình trực tiếp, ngay cả con đĩa nước cũng có thể nhận ra cậu là đại thiếu gia đẩu gia, những người của đẩu gia lẽ nào không có mắt như thế, đổi sang nữ trang thì nhận không ra. Đương nhiên không thể. Quả nhiên, những ngày mình tiêu giao, mấy tên kia cuối cùng cũng tìm đến cửa. Khi hư không già là đứng trước cửa truyền tống, dự định lên đấu, cậu bị cản đường. Già là thiếu gia, ngài ở bên ngoài hồ nháo đã lâu rồi, lão gia vô cùng tức giận người đến là một ông cụ gương mặt quắc thước khỏe mạnh đôi mắt sắc bén như chim ưng vẻ mặt nghiêm túc không hề tươi cười là quản gia kiểu anh điển hình hư ông ta có vô số chuyện không vui tôi không lo được hanh lợi tránh ra tôi phải ra đấu tuy đối phương là người lớn tuổi nhưng hư không già la một chút cũng không định nể mặt thiếu gia thân là người thừa kế tiếp theo của đậu gia Ngài nguyện ý tham gia đại hội thiên hạ linh hiển này Chúng tôi đều cảm thấy cao hứng Nhưng đó không phải là lý do ngài bỏ nhà đi Nếu ngài thật sự muốn tham gia Chúng tôi sẽ mời càng nhiều giáo sư chuyên nghiệp thiết lập một hệ liệt huấn luyện cho ngài Cũng có thể để nhiều phần tử tinh anh trong tộc đi cùng ngài Xác định ngài nhất định đoạt được quán quân Nhưng điều không nên nhất là Sao ngài có thể mặc y phục của nữ hài tử trước mặt nhiều người như thế Lão gia và các tộc trưởng trong tộc đều vô cùng tức giận cho rằng ngài làm mất mặt đẩu gia chúng ta. Hư, lại là mặt mũi đẩu gia, hư không già la khinh thường biểu môi, từ nhỏ ta đã sống vì trở thành người thừa kế đẩu gia, ta không thể có suy nghĩ cá nhân, không thể có lý tưởng, càng không thể có tự do. Ta còn là một con người sao? Ta chỉ là một con rối của đẩu gia mà thôi. Hanh lợi trầm mặt một lúc, đáp, không, ngài là cháu của lão gia. Là chủ nhân tương lai của đẩu gia. Cháu. Ông già đó có từng xem ta là cháu sao Hư không già la khinh thường cười Từ nhỏ cậu không cha không mẹ Người thân duy nhất chính là ông ngoại của mình Cũng chính là đại gia trưởng của đẩu gia Đẩu viêm la Ông già đó lạnh khóc vô tình Không những lạnh lùng với đứa con độc nhất Còn phá nát uyên ương Chia cắt cha mẹ hư không già la Mẹ sinh hạ hư không già la không lâu Liền bỏ lại cậu ra đi Không có cha mẹ Cậu chưa từng được hưởng ấm áp của tình thân, mà người thân duy nhất là ông ngoại lại chỉ xem cậu là công cụ thừa kế đẩu gia, trong một năm cũng không đến thăm cậu được một lần. Lúc được 15 tuổi, hôm đó, cậu cuối cùng cũng nhận được thư của mẹ gửi đến. Đó là lời dặn dò của bà trước phút lâm chung. Tuy mẹ từ nhỏ đã bỏ rơi mình, nhưng từ linh khí tàn tồn phát ra trong thư, cậu cảm giác được khí tức và sự ấm áp của mẹ, quả nhiên vẫn là huyết thống nồng hơn nước, mẫu tử liên tâm cậu quyết định hoàn thành di nguyện của mẹ, tìm cha của mình. Mà mẹ đã tìm 15 năm, cha vẫn không có tung tích. Bà hiểu rõ tính cách của chồng mình, khả năng rất lớn là ông đã tìm đến chỗ không bóng người để ẩn cư. Mà cơ hội duy nhất ông có thể hiện thân, chính là Đại hội Thiên Hạ Linh Hiển 30 năm một lần. Nhưng mẹ không đề cập đến cha là tuyển thủ tham gia hay là trọng tài, hoặc là nhân viên trong cuộc thi đấu. Cậu không có chút đầu mối nào, cuối cùng cắn răng quyết định, bỏ nhà ra đi báo danh tham gia cuộc so tài này cậu có tướng mạo rất giống mẹ lại mặc y phục mẹ để lại khi còn trẻ nếu cha thật sự xuất hiện ở đây ông nhất định có thể nhận ra cậu ngay tuyển thủ hư không già la xin mời tuyển thủ hư không già la kỳ lạ tuyển thủ hư không già la sao chưa lên sân đấu xin mời nhân viên xác nhận một chút người chủ trì la hét nửa ngày cũng không thấy hư không già la ra sân bắt đầu nghi hoặc nghe người chủ trì thúc giục, hư không già la lại mệnh lệnh, người tránh ra, vì lần so tài này, cậu bị tên bả đó cường ít, suýt nữa còn bị bức phải mang thai. Cho dù là thế, cậu cũng nhẫn nhục gánh lấy trọng nhiệm. Hiện tại không ai có thể ngăn cản cậu. Cậu không những phải hoàn thành di nguyện của mẹ, còn phải tìm được cha của mình, cảm nhận sự ấm áp của tình cha, cậu muốn một gia đình. Thiếu gia, xin ngài theo tôi về đừng tiếp tục hồ nháo nữa. Hanh lợi cung kính nhưng đầy cứng trắng chặn trước cửa truyền tống. Hư không già la thấy đối phương không có ý nhường đường, liền rút vũ khí ra. Nhưng đối phương thái độ cương quyết, đứng yên như tượng. Hư không già la cắn răng, cuối cùng bất đắc dĩ buông vũ khí xuống. Tuy tên này là chó săn của ông già, hơn nữa ngu xuẩn không hối cải, nhưng cũng là người chăm sóc mình trưởng thành, cậu thật sự không hạ thủ được. Các ngươi chỉ muốn người thừa kế thôi đúng không? được rồi ta thành toàn các ngươi nói thật cho ngươi biết ta đã để một năm nhân mang giống của ta rồi ngươi đến tư thủy thần tộc tìm tộc trưởng của họ đòi người đi ngươi cũng biết tư thủy thần tộc và đẩu gia chúng ta đều là hậu duệ của thần linh viễn cổ đứa bé có huyết thống của hai tộc ta so với ta khẳng định còn thích hợp trở thành người thừa kế hơn hanh lợi nghe thế sửng sốt ông không ngờ được thiếu gia chỉ mới bỏ nhà đi một thời gian đã để lại giống bên ngoài Hư không già la nhân cơ hội đối phương ngẩn ngơ, lập tức xông vào cửa truyền tống. Thoáng chốc được truyền tống đi, cậu nghe tiếng hành lợi chất vấn, ngài nhẫn tâm để con của mình cũng phải làm công cụ sao. Khi các khán giả trước TV thấy hư không già la xuất hiện trên sân đấu, cậu mang vẻ mặt hoảng hốt, tràn đầy tâm sự. Tuyển thủ tinh linh đứng đối diện cậu, thấy cậu hoàn toàn không nằm trong trạng thái, lộ ra nụ cười khinh thường, này. Ngươi không phải đang sợ chứ? có muốn trực tiếp nhận thua không? Hư không già la nghe thế ngẩng đầu, đáp lại theo kiểu cao ngạo bình thường, hư. Đợi thua rồi ngươi đừng khóc là hơn. Bất luận thế nào, cậu phải tìm được cha trước. Còn về đứa bé, cậu nhất định sẽ bảo vệ thật tốt. Ông già máu lạnh đó đừng mơ chấm mút gì con của cậu. Khoa trương như thế. Vừa rồi là ai sợ không dám ra nghênh chiến, đối phương tự hồ định chọc giận cậu hư không già la lấy ra vũ khí máy sấy tóc bày ra tư thế chờ chiến ta vừa rồi chỉ đi vệ sinh một chút bớt phí lời cho ta là thua hay thắng đánh xong sẽ biết tinh linh cất bước khiêu vũ ưu nhã trên không trong tay có thêm một cây cung màu lục tốt lắm hay thế này đi chúng ta đánh cược đi hư không già la không tiếp lời trực giác cho cậu biết bên trong có trá đối phương cũng bất kể cậu có tiếp lời hay không tự nói tiếp nếu trận này ta nhận thua ta sẽ làm thủ hạ cho ngươi. Nếu ngươi nhận thua, thì đổi sang ngươi làm nô bộc cho ta thế nào? Hư không già dạ là liếc mắt nhìn hắn, hư. Ngươi thật tự tin. Được, thua rồi ngươi đừng lật lộng. Tinh linh đó nhếch môi, thoải mái tới đi. Ồ, hai tuyển thủ đang nói chuyện, lẽ nào hai người họ là người quen cũ? Bất luận thế nào, trước phải giới thiệu tư liệu bối cảnh của hai tuyển thủ đã. Đầu tiên là tuyển thủ Fraser đến từ tinh linh tộc. Từ mái tóc quánh bạch của hắn, còn có làn da trắng hơn người bình thường, mọi người nhất định có thể nhìn ra, hắn là một vị bạch tinh linh. Hơn nữa tinh tinh tộc trời sinh là tay cung thủ và thợ săn, mà tuyển thủ Fraser của chúng ta còn là nhân tài kiệt xuất trong đó, hắn là một tay săn linh hồn. Tay săn linh hồn không phải là săn bắt sinh vật, mà là săn bắt linh hồn sinh vật. Nghe người chủ trì giải thích, trong lòng hư không già dạ la lập tức trầm xuống tay săn linh hồn khó trách tên này có thể khoa trương như thế bảo mình làm nô bộc của hắn nếu linh hồn của mình bị săn mất đừng nói làm nô bộc, cho dù có hồn phi phách tán cũng chẳng qua là chuyện động một ngón tay vậy tiếp theo mời đại nhân oren giới thiệu về tuyển thủ hư không già dạ la huyền thiên đưa micro cho oren oren lần này hiếm khi không soi gương lập tức cầm micro chẳng qua câu đầu tiên hắn nói không phải là thực hiện nghĩa vụ chủ trì của mình để giới thiệu tuyển thủ mà là đạo diễn chuyện gì đây tại sao luôn quay mặt trái của tôi mặt bên phải mới là hoàng mỹ nhất bảo tên quay phim quay mặt bên phải cho tôi thấy ống kính màn hình đã đổi hướng hắn mới thỏa mãn bắt đầu giới thiệu tuyển thủ hư không già la không có tư liệu bối cảnh tỉ mỉ tuy cô vẫn là một cô nhóc chẳng qua mấy lần thi đấu trước chúng ta đã có thể nhìn ra cô là một bậc thầy kết giới không gian kiệt xuất. Cho nên theo như đồn thổi, cô có gốc gác với thế gia kết giới đẩu gia. Hắn căn bản không nhìn tư liệu tuyển thủ, ngược lại xem màn hình là cái gương, không ngừng biến hóa góc độ thưởng thức mỹ mạo của mình. Nhìn ra hắn không mấy bận tâm, huyền thiên không thể không cầm lấy micro lần nữa, đại thiên vương mạch đương cơ, ngài đang ở đâu? Tôi không muốn cộng sự với tên tự luyến này nữa. Cảm tạ đại nhân Oren giới thiệu, Vậy tiếp theo chúng ta hãy cùng thưởng thức trận đấu đặc sắc của hai tuyển thủ. Bắt đầu đến ngược. 3 2 1 Cuộc đấu bắt đầu, Fraser lập tức triển khai tấn công. Chỉ thấy hắn kê ba mũi tên có linh khí lên dây cung, bắn ra, tiếng vút trạch phá không gian, ba mũi tên nhất tề nhắm vào hư không già la. Hư không già la chỉ nhẹ nhảy ra sau đã né được công kích lần này, ba mũi tên cắm xuống đất, rồi lún sâu vào đất, không thấy bóng dáng đối phương thấy hư không già la nhẹ nhàng tránh né không những không nôn nóng ngược lại ung dung tiếp tục bắn tên lần này tăng lên làm năm mũi hư không già la thoáng gia tăng tốc độ lúc chiến đấu với thương lan mọi người đã từng thấy qua muốn tránh né những mũi tên này thực sự quá dễ dàng cậu nhất định cũng không để ý cậu liên tục tránh né nhẹ nhàng mà đối phương vẫn ung dung bắn tên chỉ là số lượng mũi tên mỗi lần đều sẽ tăng lên trong nhất thời chỉ thấy mưa tên đầy trời toàn bộ đều ghim xuống đất hư không già la cuối cùng cũng ý thức được không đúng trận thế của đối phương mục tiêu bắn căn bản không phải là mình mà là mặt đất chết tiệt trúng kế rồi quả nhiên lần này khi cậu chạm đất mũi chân mới vừa tiếp xúc với mặt đất một tiếng nổ vang lên chân cậu suýt nữa bị nổ văng may mà cậu phản ứng nhanh chóng lập tức tháo buộc tóc xuống ném lên trên buộc tóc liền kéo dài vô hạn lên đến chùm đèn treo ở trên xung lực thoáng chốc kéo cậu lên cao. Chỉ có mũi giày bị nổ thủng một lỗ. Xem ra mặt đất không thể ở nữa, tên đó đã giăng đầy cạm bẫy dưới đất, những mũi tên bắn ra vừa rồi căn bản là ghim xuống đất làm bom. Fraser thấy hư không già la đu trên không, khóe môi xuất hiện nụ cười tự tin, đây là do ngươi tự đưa đến cửa đó. Người chủ trì rất kích động, ối cha cha, bây giờ không hay rồi. Tuyển thủ hư không già la treo mình giữa không trung, Quả thật là trúng mục đích của tuyển thủ Fraser Đu trên không không thể tiếp tục né tránh Đồng nghĩa với một mục tiêu cố định Để thợ săn nhắm bắn Fraser lại kéo cung Lần này quả thật nhắm trúng vào hư không già la Với tính cách của hư không già la Có thể ngồi yên chờ chết sao Đáp án đương nhiên là không Chỉ thấy cậu triệu hóa ra máy sấy tóc Miệng thầm niệm Khi cậu ấn công tác máy sấy Từ miệng máy sấy phun ra không phải là gió Cũng không phải là nước biển hay tam mùi chân hỏa lần trước mà là các chảy cùng cùng không dứt. Các này đổ xuống phủ trời phủ đất, không bao lâu đã bao phủ kín mặt đất, ngay cả Fraser và các trọng tài trên bục cũng bị chôn vùi. Hư không già la buông sợi tơ đỏ trên tay ra, nhẹ nhàng nhảy xuống. Ôi cha, thật là đại khai nhãn giới. Mấy sấy tóc của hư không già la quả thật giống như túi bảo bối của Doraemon, sao thứ gì cũng có hết vậy. Kỳ quái hơn nữa là, tại sao các này tiếp xúc với mặt đất, cạm bẫy của Fraser lại không nổ chứ? hiếm khi lần này oren chủ động tiếp lời vì nó không phải là các bình thường mà là các li, li ở sa mạc hãm không của minh giới các li, li có thể ngăn cách tất cả linh khí mất đi linh khí những mũi tên kia chẳng qua cũng chỉ là mũi tên bình thường làm sao nổ được huyền thiên mở to đôi mắt gắn ba cặp lông mi giả thật không ngờ được tuyển thủ hư không già dạ la quả nhiên là cao thủ có thể thần thông quảng đại lấy được các li, li của sa mạc hãm không nhưng tuyển thủ Fraser của chúng ta và các trọng tài thì thật đáng thương, bị chôn sống mất rồi. Vừa dứt lời, trong các thọ ra một cánh tay, tiếp theo là một bóng người trắng nhật chui ra. Ồ, là tuyển thủ Fraser bạch tinh linh của chúng ta, hắn không sao, đã thành công thoát khỏi các ly ly rồi. Khắp người Fraser là cát, hắn vừa chui ra đã phi phi phi, nhổ cát ra ngoài. Lần này hư không già dạ la cười rất tự tin, mùi vị của các chảy ly ly không tồi chứ, Nói xong, cậu ném tơ đỏ vào trong cát, kéo các trọng tài bị chôn vùi ra. Ta phi, hắn lại nhổ ra, hư. Không chơi nữa. Chúng ta đến thật đi. Chẳng lẽ này giờ hắn vẫn đấu chơi? Hư không già la tồ, một tiếng, ta nãy giờ vẫn rất nghiêm túc. Fraser nghiêng đầu nhảy nhảy, muốn dốc cát trong lỗ tai ra, lừa ngươi làm gì? Ta đã xem mấy trận thi đấu trước của ngươi, ngươi tuyệt đối chưa xuất ra thực lực chân chính. Hư không già la nghe thế khoát tay, được rồi, nếu ngươi đã nóng lòng muốn thua như thế, vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Lần này Fraser rút ra một mũi tên trong suốt gác lên cung. Rất rõ ràng, mũi tên lần này hoàn toàn khác trước, thân mũi tên có bao quanh linh khí màu vàng. Linh khí này mạnh đến mức có thể thực thể hóa, dùng mắt thường thấy được, chứng minh mũi tên này tuyệt đối không bình thường. Tiếp chiêu đi, bổ thần tiễn, cùng đã kéo căng, ánh sáng màu vàng mang theo khí lưu cường liệt tấn công hư không già dạ la. Nghe tên là biết, mũi tên này khẳng định có công năng truy bắt. Hư không già dạ la sớm đã chuẩn bị, nhanh chóng rút khăn tay khỏi ngực, vung nhẹ, nó liền dựng thẳng giữa không trung, phóng to thành tấm màn 6 mét vuông, chặn trước mặt cậu, hố đen lại xuất hiện lần nữa. Cho rằng mũi tên sẽ rơi vào hố đen, không ngờ trái lại, hố đen 6 mét vuông không đủ lớn. Mũi tên khi cách nó chưa đến 1 mét, bỗng nhiên biến thành một cái lưới màu vàng, tỏa ra bốn phía, bao trùm hố đen. Ha ha ha, ta nghe nói đẩu gia là hậu duệ của thần, có thể bị bổ thần võng của ta bắt được, chứng minh ngươi thật sự có huyết thống thần tộc. Xem ra ta cực đúng rồi, ngươi thật sự là người của đẩu gia, Fresh cười lớn. Hư không già la niệm khẩu quyết, lỗ đen đó dần dần biến mất, cuối cùng biến về một chiếc khăn tay nhỏ. Cậu cất khăn tay vào ngực, chật một tiếng, tài vặt. Không tồi, ta là người của đẩu gia, vậy thì sao? Bỏ đi, không chơi nữa. Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn gọi ta là lão đại đi. Nói xong, tay cậu vẽ ấn giữa không, đó là một ký hiệu kỳ quái, là ấn không gian tương truyền nhiều đời của đẩu gia. Khi ấn ký vẽ xong, hư không già la phát động linh khí trên người, một cánh cửa xuất hiện trước mặt cậu. Không nói hai lời, cậu nhảy vào trong. Đó là cái gì? Cửa như ý của Doraemon sao? Huyền Thiên rất hiếu kỳ. Kỳ thật không đúng, nhưng cũng không sai. Giống với cửa như ý của Doraemon, đó là một cửa truyền tống không gian, từ cánh cửa đó có thể di chuyển đến bất cứ nơi nào mình muốn đi. Tuyển thủ hư không già la vào rồi, vậy cô sẽ ra ở chỗ nào? Trong hội trường không thấy có cánh cửa nào khác cả. Không những huyền thiên tìm kiếm, Fraser cũng thời khắc lưu ý xung quanh mình, hắn không ngừng xoay người, phòng bị hư không già dạ là bất cứ lúc nào cũng có thể triển khai tập kích. Một phút, hai phút, thời gian trôi qua từng phút từng giây, đối phương chung quy không hiện thân. Trạng thái phòng chiến tập trung tinh thần cao độ thời gian dài, Fraser cảm thấy thần kinh của mình căng chặt đến sắp đứt ra. Ái cha! Tuyển thủ hư không già dạ là không phải chạy trốn bỏ quyền rồi chứ. Theo quy định của đại hội, nếu rời khỏi hội trường trong vòng 5 phút không xuất hiện lại, thì coi như chủ động bỏ quyền. Còn một phút cuối cùng, lẽ nào cô thật sự không xuất hiện lại nữa? Huyền Thiên chịu không nổi, thành viên của tổ 240 này, không có một ai làm người đỡ lo, không thể thi đấu bình thường sao? Ủa? Tuyển thủ Fresh giơ tay rồi, chuyện gì vậy? Hắn nói vài câu với trọng tài, không phải chứ? Trọng tài ra hiệu tuyển thủ Fresh chủ động nhận thua. Đây là chuyện gì? Nhưng tuyển thủ hư không già la vẫn chưa xuất hiện mà, như vậy có thể tính là cô thắng sao? hay tính là hòa? Chưa nói xong, Fraser quỳ xuống nôn khang, một làn khói trắng chui ra khỏi miệng hắn, hội tụ thành một bóng người. Bóng người đó chậm rãi thực thể hóa, không phải là hư không già la đã biến mất 5 phút thì còn là ai? Ối cha cha! Vào mấy giây cuối cùng, tuyển thủ hư không già la thế nhưng chui ra từ miệng tuyển thủ Fraser. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhưng bất kể ra sao, chúc mừng tuyển thủ hư không già la, cô đã giành được thắng lợi trong trận đấu này giành được quyền đi tiếp. Trở về phòng nghỉ ngơi, Fraser vẽ mặt phẫn hận trừng hư không già la, ngươi là tiểu nhân bị ổi, lại chui vào đầu ta, khống chế ý chí của ta. Hư không già la phất tay, bình bất yếm trá. Huống chi đại hội không quy định ta không thể chui vào đầu ngươi, ta dùng thủ đoạn chính đáng, mau gọi lão đại đi. Sắc mặt vốn tái nhật của Fraser hiện tại hoàn toàn chuyển thành xanh lét, hắn nghiến răng ken két. Hư không già la khinh thường nhìn hắn một cái, ngươi không phải muốn nuốt lời chứ. Ta nghe nói bạch tinh linh quang minh lỗi lạc, thì ra cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Không cho phép ngươi sĩ nhục tộc bạch tinh linh chúng ta, Fraser phẫn hận chỉ cậu. Ô, vậy thua cược. Fraser nghiến răng, lão, lão đại, sắc mặt từ xanh lại chuyển sang đỏ. Hư không già la rất thỏa mãn, thật đặc sắc, nếu đứng ở trạm giao thông, quả thật là một cái đèn xanh đèn đỏ. Lúc này chân chính vô cùng bất an, không phải vì trận đấu tiếp theo hắn phải ra đấu. Mà ngay từ lúc đầu, cảm ứng tâm linh gần đây đang càng lúc càng mạnh giữa hắn và giả tấn xuyên hiện tại lại hoàn toàn bị cắt đứt. Hắn hoảng loạn gọi điện, thử liên lạc với y, nhưng di động truyền ra âm báo đối phương không nằm trong vùng phủ sống. Mà hiểu giả dạ bách quỷ đã đi cứu viện cũng một đi không hồi âm. Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? nếu tiểu xuyên gặp phải bất trắc gì hắn thật không dám tưởng tượng mình còn có dũng khí sống tiếp hay không đều tại hắn còn đấu cái gì chứ phải nên đi cùng y mới phải hư không già la phát hiện chân chính bất thường tay hắn đang run rẩy khi người chủ trì tuyên bố hắn phải ra đấu hắn không những không đi đến cửa truyền tống ngược lại chạy đến cửa phòng nghỉ hư không già la vội kéo hắn lại ngươi đi đâu tiểu xuyên biến mất rồi tôi phải đi tìm cậu ấy, chân chính dậy khỏi tay hư không già la. Ngươi muốn để công sức của tiểu xuyên mất trắng sao? Nếu ngươi vì cứu y mà thua trận này, vậy cho dù gặp được y, ngươi còn mặt mũi nào nữa? Câu nói của hư không già la khiến cõi lòng nóng nảy của chân chính tạm thời bình tĩnh lại. Đúng, hắn không thể lãng phí khổ tâm của người yêu. Hư không già la thấy hắn cuối cùng cũng phục hồi lý trí, tiếp tục nói, không chậm một giờ nữa khắc, nếu ngươi thật sự không yên tâm, bây giờ ta sẽ đi tìm y, nhưng linh tràng của y ta hoàn toàn không cảm thấy được, người có đầu mối gì không? Lần cuối cùng ta cảm nhận được y, là ở phía đông, đại khái cách đây 5720 km, chân chính nhớ lại, cố gắng nói chính xác. Được, ngươi cố gắng lên, ta lập tức qua viện trợ. Ngươi nhớ đừng thua, nếu không ta xem ngươi làm sao nói chuyện với tiểu xuyên, nói xong, cậu kết ấn lại triệu ra cửa như ý của mình. Xin mời tuyển thủ chân chính. Tuyển thủ Chân Chính, sao không thấy người đâu?" Huyền Thiên nóng nảy, hắn giả biết thành viên của tổ 240 này không có một ai thi đấu đàng hoàng mà. Giống hệt hư không già la, hắn gọi nửa ngày, Chân Chính vẫn chậm chạp chưa hiện thân. Cuối cùng, trong mấy giây trước khi Huyền Thiên tuyên bố hắn bỏ quyền, Chân Chính mới xuất hiện trên sân đấu. "Ối trời, tôi suýt nữa cho rằng tuyển thủ Chân Chính bỏ quyền rồi chứ." vậy mời tuyển thủ chân chính rút thăm đối thủ vòng đấu này thật ra hiện tại trong khu tuyển thủ nghỉ ngơi chỉ còn một tuyển thủ chưa tham gia vòng đấu nào không cần nói đối thủ của chân chính chính là hắn người chủ trì chẳng qua là làm theo trình tự mà thôi được rồi đối thủ của tuyển thủ chân chính là tuyển thủ tử liễu mão sinh huyền thiên vừa dứt lời trên sân đấu lại xuất hiện một bóng người màu tím đó là một nam tử cao lớn mái tóc màu tím sậm dài mượt trên mặt đeo một cặp kính gọng trắng, diện mạo hòa ái như tắm gió xuân. Là một soái ca đầy mùi sách vở. Nhưng hắn lại ăn mặc và mang vũ khí hoàn toàn không phù hợp với khí chất của mình. Hắn mặc một bộ áo giáp màu tím, che đi làn da màu đen, trên vai còn vắt một chiếc lưỡi liềm thật lớn. Tin rằng các bạn khán giả trước TV khi nhìn thấy lưỡi liềm của tuyển thủ tử liễu Mão Sinh đều đã rõ, tuyển thủ này là một thành viên của tộc tử thần phương Tây nghe nói hắn còn là người có thiên phú nhất trong tộc tử thần phương tây gần đây, hơn nữa là thanh niên tuấn tú tài năng xuất chúng nhất. Chẳng qua hiếm thấy nhất là bình thường mà nói, ngoại hình của tử thần phương tây đều là xương khô, mà tuyển thủ tử liễu mão sinh lại có tướng mạo anh tuấn, khó trách hiện tại lại có nhiều fans cổ vũ cho hắn như vậy. Nhìn kỹ trên ghế khán giả, thật sự có không ít thiếu nữ dơ đủ kiểu biển như tử liễu đại nhân, em yêu anh, tử liễu chiến thắng chân chính đẩy gọng kính màu bạc lên, hư lạnh một tiếng, vì tử thần đại nhân này không đi làm ngành nghệ thuật đúng là uổng phí tài năng. Thật ra tuyển thủ chân chính của chúng ta nếu nhìn kỹ cũng là một soái ca văn nhã đó. Nhưng khí tràn người là chớ gần của hắn thật khiến người ta phải lùi bước. Hắn và tuyển thủ giả tấn xuyên cùng xưng là thần điêu hiệp lữ, theo tin tức kín cho biết, hai người quả thật là một cặp tình nhân. Chẳng qua hiện trường không thấy người yêu của hắn cổ vũ cho hắn, không biết có tạo nên ảnh hưởng gì cho hắn không. Tiếp theo mời hai vị soái ca mang đến cho chúng ta một cuộc đấu đặc sắc. Khi hư không già dạ la ra khỏi cửa như ý, một mùi tanh hôi ập đến khiến cậu choáng váng. Cậu kéo buộc tóc xuống, cuốn lên mặt, ngăn cách mùi hôi gây mũi. Chỉ thấy trước mắt bị sương đen bao trùm, đừng nói không nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Ngay cả đưa tay ra xa một chút cũng không thấy được. Cậu lấy máy sấy ra, miệng niềm quyết, ấn công tắc bên trong thổi ra một cơn gió lốc sương đen kia thế nhưng hoàn toàn bất động dính chặt trên đất hư không già la nhíu mày sương đen này xem ra không đơn giản nhưng cậu không từ bỏ lần này lại móc khăn tay ra hố đen lại xuất hiện lần nữa niệm xong chú ngữ sương đen dần bị hố đen hút vào một lát sau cậu mới nhìn rõ nơi mình đang đứng cậu kinh ngạc nơi này nơi này không phải là hư không già la ngạc nhiên không thôi nơi này cậu từng đến nhưng trước đó nơi này không phải bộ dạng quỷ như bây giờ nơi này dù có hóa thành cho cậu cũng nhận ra vì nơi này cậu đã chịu đựng sỉ nhục cả đời cũng không thể xóa tư thủy thần tộc sao lại biến thành thế này bất luận nhìn sao nơi này cũng tuyệt đối là lãnh địa của tư thủy thần tộc lẽ nào nơi này gặp phải điều gì bất trắc chết tiệt đứa bé con đĩa nước chết tiệt ngươi nhất định đừng có chuyện bảo bảo của ta còn trong bụng ngươi đó đã lâu không gặp, tiểu chính tử liễu mạo sinh ưu nhã mở miệng, xem ra là người quen cũ của chân chính, chẳng qua trong nữ khí lại không có niềm vui trùng phùng bạn cũ, ngược lại mang theo khiêu khích. Chân chính không nói, đánh giá hắn ta. Trên trán tử liễu mạo sinh nổi đầy gân xanh, đừng nói với tôi, cậu đã quên tôi là ai rồi. Chân chính gật đầu, hắn quả thật không nhớ người trước mặt là ai. Lúc nhỏ tôi thường xuyên chơi với cậu, thấy chân chính vẫn trầm mặt không nói, tử liễu mão sinh biết hắn chắc chắn không nhớ ra không khỏi bùng lửa giận tức đến dậm chân hình tượng hòa ái văn nhã hoàn toàn không còn lập tức thêm vào một câu ba tôi là xương khô chân chính lúc này mới đắm vào bàn tay ồ cậu là bộ xương nhỏ bạn của cha đều không phải người bình thường lúc đó hắn còn không biết những thứ này căn bản không phải là người mà là một vài yêu ma quỷ quái ẩn ẩn nhớ lúc đó cha còn sống hắn đại khái cũng mới sáu bảy tuổi có một thời gian thường xuyên có một bộ xương mặc y phục mang theo bộ xương nhỏ cũng mặc y phục đến tìm ba. Ba bảo hắn gọi bộ xương đó là chú xương khô. Mỗi lần chú xương khô đến, hắn và cha trốn trong phòng nói chuyện, mà bộ xương nhỏ thì ở bên ngoài chơi với chân chính. Ngại quá, tôi không nhận ra, trước kia cậu xương xấu hơn nhiều, chân chính cũng không có vui mừng khi gặp lại bạn cũ, vẫn mặt lạnh tê liệt. Gân xanh trên trán tử liễu mão sinh lại nhiều thêm một cộng, Trước kia tôi còn chưa hóa hình Vẫn là một bộ xương Đương nhiên xương xấu rồi Hư. Bớt phí lời đi Hôm nay tôi đến để tẩy mối nhục xưa Tôi muốn cậu phải trả lại gấp bội đau đớn Và sỉ nhục cậu đã trút lên người tôi ngày trước Có thể vì tử liễu mạo sinh tướng mạo đoan chính Hơn nữa trên người lại có khí tiêu sát của tử thần Lúc hắn nghiến răng nghiến lợi cười đắc ý Thế nhưng lại sinh ra mỹ cảm vặn vẹo làm người ta run rẩy. Bớt phí lời Nói nhiều nhất là cậu thì phải sĩ nhục tôi nhớ trước kia tình cảm của chúng ta rất tốt nói thật chân chính gần như đã quên sạch đoạn thời gian ở chung với đối phương rồi vì lúc đó hắn vừa học tiểu học trong lớp quen biết giả tấn xuyên toàn bộ lực chú ý của hắn đều đổ lên người giả tấn xuyên còn về bộ xương nhỏ này chỉ lưu lại một ấn tượng mơ hồ quả thật rất tốt tử liễu mão sinh hiếp mắt rặn ra một nụ cười không giống cười hắn nhớ rõ ràng lúc nhỏ tên đối diện ức hiếp mình thảm cỡ nào năm đó hắn vẫn là một thằng nhóc ngây thơ đơn thuần vì ngoại hình đặc biệt bạn nhỏ khác vừa thấy đã bị dọa khóc vất vả lắm mới gặp được một đứa trẻ không sợ mình nguyện ý chơi với mình ở nhà chú chân hắn cao hứng biết bao nhiêu kết quả tên đó mỗi lần đều cướp đồ ăn vặt đồ chơi của hắn hại hắn khóc không nói còn kéo hắn vào phòng chơi bóng chày sau đó tên kia đánh vỡ cửa sổ nhà lại không chớp mắt chỉ trích hắn trước mặt ba mình ba coi con đã nói không thể chơi bóng chày trong nhà cậu ấy lại không nghe. Về đến nhà hắn bị ba mình đánh cho một trận, ba ra tay đặc biệt mạnh, khiến xương cốt của hắn cũng sắp rớt xuống. Rõ ràng kẻ làm bể cửa sổ không phải mình, tại sao họ thà tin tên mặt liệt đó, cũng không tin mình. Còn nữa, mỗi lần mình đến nhà hắn, tên đó luôn thả chó ra, con chó đó thấy mình liền chảy nước miếng, suýt nữa đã gặm sạch xương trên người mình. Từ đó về sau, hắn liền mắc chứng sợ chó thời gian đó quả thật chính là bóng ma tuổi thơ không thể xóa nhòa hiện tại hắn đã trưởng thành trở thành một thanh niên anh tuấn hóa hình cũng hoàn thành hắn là tinh anh của tộc tử thần nghe ba nói tên này đến tham gia đại hội thiên hạ linh hiển hắn lập tức cũng chạy đến báo danh cuối cùng cũng đến vòng này để họ đấu với nhau quả thật là ý trời trời cũng ban cho hắn cơ hội báo thù hình như tôi thấy không khí giữa hai tuyển thủ trở nên sôi sục ám triều lẽ nào giữa họ có gì sâu xa sao? Các bạn khán giả, cuộc đấu sẽ lập tức bắt đầu, đếm ngược, 3, 2, 1. Lần này động cơ tham gia thi đấu của tử liễu Mão sinh thuần túy là vì báo thù, cho nên vừa bắt đầu, hắn đã lập tức tấn công. Lưỡi liềm của tử thần vung lên, một trận gió âm cường đại nổi lên. Kèm với nó là dòng khí lưu cường đại, còn mang theo tiếng khóc la của vô số oan hồn, cuồng phong màu đen tru tréo nhắm vào chân chính chân chính niệm khẩu quyết dưới chân hắn xuất hiện một ấn ký hắc bạch hình bát quái âm dương thuẫn hắn dùng hai tay kết ấn miệng niệm khẩu quyết ấn ý đó liền phát ra tia sáng mạnh mẽ hình thành một lá chắn trong suốt hình trụ tròn bảo vệ hắn bên trong khí lưu màu đen đụng vào lá chắn liền tan ra hư cũng có chút bản lĩnh đó vậy thì thử chiêu này xem đi nói xong phát động linh khí trên người khí thể màu đen tụ thành vô số bộ xương khô quấn quanh lưỡi liềm đó. Hắn nhảy bật lên, giơ lưỡi liềm chém vào chân chính. Lưỡi liềm chạm vào âm dương thuẫn, làm tóe lên tia lửa, phát ra tiếng xeo xeo. Tử liễu mão sinh không ngừng truyền linh khi vào nó, dần dần trên màn trắng trong suốt xuất hiện vết nước. Chân chính biết mình không có giả tấn xuyên phối hợp, công lực khẳng định giảm mạnh, chỉ là không ngờ sẽ yếu đến mức độ này, một lưỡi liềm cùng cũng có thể phá âm dương thuẫn của mình. Chân chính nhíu mày, triệu ra âm nguyệt kiếm, niệm khẩu quyết thu hồi âm dương thuẫn. Tử liễu mão sinh nhân cơ hội tiến hành tấn công, chém thẳng vào chân chính. Ken, tiếng kim loại va nhau, kiếm và lưỡi liềm đụng chạm, từ nơi giao phong tỏa ra khí tức tử vong màu đen và âm khí màu lam. Hai người đều vận lực, bị phản lực bắn ra, nhảy về hai hướng ngược lại, tạm thời tách ra. Trước kia xem tư liệu còn nói cậu rất lợi hại, chẳng qua chỉ thế mà thôi, tử liễu mão sinh khinh thường chân chính dường như hoàn toàn không nghe thấy khiêu khích của đối phương vẻ mặt trầm tư tử liễu mão sinh đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này vừa rồi chỉ là thử giao mổ trâu nếu đối phương chẳng qua là hư danh hắn cũng không cần phải lãng phí thời gian và công sức thế là lần này hắn tập trung oán khí cường liệt nhất thời linh khí màu đen tỏa ra khắp người xông thẳng lên trời trong oán khí màu đen đó mang theo tiếng kêu gào và thảm cảnh tử vong của vô số oan hồn dần dần những oán khí này toàn bộ chảy vào lưỡi liềm, bao bọc lấy nó, không bao lâu đã bị lưỡi liềm hấp thu. Thân liềm vốn trắng sáng như nhụm lên màu đen, còn ẩn ẩn tỏa ra hàng khí. Tiếp chiêu đi, bài ca vong linh, tử liễu mão sinh dơ cao lưỡi liềm chém vào chân chính. Chân chính vẫn không có phản ứng gì, đứng ngẩn tại chỗ không động đậy. Khi lưỡi liềm cách hắn không đến 10cm, sắp sửa chém lên đầu hắn. Đột nhiên một đường sáng xuất hiện, thần thú hộ thân vượng tài của chân chính xuất hiện. Phượng Hoàng vung đôi cánh màu vàng, một luồng khí may mắn xua tan đi oán khí. Hư! giờ phút máu chốt vẫn phải dựa vào bản thân này. Tiểu chính à, không có tiểu xuyên nhà ngươi ở đây, sao lại yếu đến mức này chứ, vượng tài đậu trên vai chân chính, vẻ mặt cao ngạo chê cười chủ nhân của mình. Chân chính hiếm khi không phản bác nó, ngược lại cuối cùng cũng kết thúc trầm tư, mở miệng nói, vượng tài, biến thân. Hả? cái gì, vượng tài nhất thời không kịp phản ứng lại. Biến thân, chính là lúc nhỏ, khi bộ xương nhỏ đến, trò chơi mà chúng ta thích chơi nhất. Vượng tài cuối cùng cũng hiểu, không khỏi trận trắng mắt, không tốt lắm thì phải, hiện tại chúng ta đều là người lớn rồi, còn chơi trò này. Chân chính liếc mắt nhìn nó, vượng tài rét lạnh, quả nhiên vẫn không thể quá khoa trương, nó ngoan ngoãn biến thân. Chỉ thấy phượng hoàng màu vàng vốn đang đậu trên vai chân chính lóe người biến thân, biến thành một con chó màu vàng. Nó nhảy xuống vai chủ nhân, sủ gâu gâu vui vẻ nhào đến tử liễu mão sinh đối diện. Tử liễu mão sinh thấy con chó vàng này, bị dọa cho lục thần vô chủ, lập tức thét lên chạy trốn khắp nơi, ta, à, mày đừng qua đây. Mau tránh ra, vừa nói vừa chảy nước mắt nước mũi. Trên chỗ ngồi khán giả, các fans nữ vốn còn dơ biển, ai nấy dại ra, tắm biển rớt xuống đất. Tử liễu mão sinh đại nhân anh tuấn soái khí, ôn văn nho nhã của họ sao lại biến thành dạng đàn bà thế kia? Tử liễu mão sinh trèo lên vai trọng tài, trốn vượng tại bên dưới, khóc la, mặt liệt chết toi, mau bảo con chó này tránh ra. Chân chính vẫn giữ vẻ trầm ổn thường lệ, có thể, cậu nhận thua. Cậu đây là uy hiếp. Đồ tiểu nhân bị ổi. Dám dùng thủ đoạn không nhập lưu này, đang nói thế, vượng tại bên dưới nhe răng ra, hắn bị dọa suýt nữa rớt xuống. Chân chính không để ý tới hắn, chuyển sang hỏi vị trọng tài đang đầy bất đắc dĩ bị tử liễu mão sinh xem như cột điện mà trèo kia, thi đấu có thể sử dụng thần thú hộ thân không? Theo quy định của đại hội, thần thú hộ thần, yêu nô vân vân đều được xem là kỹ năng đặc biệt, có thể sử dụng, trọng tài bị đè đầu không thể ngẩng lên. Chân chính phất tay, cậu xem, tôi không phạm quy. Tử liễu mão sinh sống chết kéo đầu trọng tài, đồ tiểu nhân âm hiểu, từ nhỏ tôi đã biết cậu căn bản chính là một tên khốn kiếp trong ngoài bất nhất. Chân chính không hề tức giận, cảm ơn, vậy cậu nhận thua chứ. Tôi phi. Ai muốn, còn chưa nói xong, vượng tài lại thấp giọng gầm ghè, miệng há lớn, lộ ra hàm răng nhọn, còn chảy nước bọt nhào lên, mắt thấy sắp cắn chân hắn. Tôi nhận thua. Tôi nhận thua. Mau bảo nó cút ra cho tôi, tử liễu mão sinh nước mắt tung tóe, mặt bị dọa xanh lét. Trọng tài giơ tay ra hiệu, Tuyển thủ Tử Liễu Mão sinh chủ động nhận thua, người thắng lợi là tuyển thủ Chân Chính. đúng là một cuộc, a à, đấu đặc biệt, quả nhiên cuộc đấu của thành viên tổ 240 cái nào cũng khó hiểu. tất cả cuộc đấu hôm nay đều đã hoàn tất, chúc mừng 20 tuyển thủ lọt vào vòng chung kết. vòng đấu tiếp theo sẽ tiến hành vào 3 ngày sau, các bạn khán giả đừng bỏ qua. Huyền Thiên còn chưa dứt lời, Chân Chính đã lao ra ngoài như gió lốc. Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không nằm trong vùng phủ sóng, di động vẫn không gọi được. Ngay cả hư không già dạ la đi trước xem tình huống cũng không có hồi âm, ai đi cũng đều không quay về. Lẽ nào nơi đó là hố đen sao? Chân chính dựa vào trí nhớ, đuổi đến nơi linh tràng của giả tấn xuyên biến mất. Đi được một nửa, hắn đã cảm thấy con đường này sao lại quen thuộc như thế. Chẳng qua lúc trước lòng hắn như lửa đốt, không lưu ý, bây giờ xem ra, lẽ nào địa điểm phát sinh ở lãnh địa của tư thủy thần tộc trong lòng càng thêm bất an nơi này thật sự không may mắn hư không già la chạy đến thần điện của thương lan trước may mà nơi này không bị sương đen bao phủ như bên ngoài nhưng trong không khí vẫn ẩn ẩn truyền ra mùi vị mục rửa trong thần điện không một bóng người hư không già la bắt đầu hoảng loạn nơi này thật sự không bình thường từ cửa thôn đến đây ngay cả một bóng sinh vật sống cũng không có người đi đâu hết rồi Tiểu Xuyên, Viagra thực lực không mạnh bị bắt, thì còn có khả năng, nhưng sau ngay cả Sa Phin và Hiểu Dạ Bách Quỷ hai vị tinh quân cũng cùng biến mất. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hư không già la đang nghi hoặc, tiếng bước chân vang lên ngoài thần điện, là ai? Hư không già la tay cầm vũ khí, bày thế chuẩn bị chiến đấu. Ủa, đây không phải là thiếu gia hư không già la sao, người đến mặt pháp bào của thần quan. Hư không già la nhìn kỹ thì thấy có hơi quen mắt ngài không nhớ tôi sao tôi là phó thủ na đa của thương lan đại nhân đối phương thấy hư không già la vẫn vẽ mặt phòng bị đánh giá mình biết cậu chắc chắn không nhớ vội tự giới thiệu nghe hắn nói thế hư không già la nhớ ra quả thật lúc trước từng gặp người này trong thần điện của thương lan chẳng qua lúc đó cậu nông nóng chạy khỏi chỗ này không để ý nhiều nhưng lúc này không giống bình thường ở đây đâu đâu cũng kỳ quái cậu không dám sơ sót vẫn mang vẻ phòng bị Thần quan Na Đa, ta đến tìm Thương Lan. Ngươi biết hắn đang ở đâu không? Đối phương nghe thấy cười đáp, ái chàng ngài cuối cùng cũng đến, từ lần chia ly trước, Thương Lan đại nhân bị mắc bệnh tương tư, luôn nhớ mong ngài thấy sắc mặt hư không già la âm trầm dần theo lời mình nói, hắn vội chuyển chính đề. Tư thủy thần tộc chúng tôi mỗi năm vào lúc này đều có một thời gian bị sương đen bao trùm, chúng tôi gọi là hắc nhật. Do sương đen này không có hại với thân thể con người, cho nên trong thời gian này, bình thường chúng tôi sẽ dời xuống đất sống ngài theo tôi đi tôi dẫn ngài đi gặp thương lan đại nhân nói xong hắn cúi người làm tư thế mời với hư không già la lời người này nói có thể tin sao trước kia khi nghiên cứu tư thủy thần tộc trong tư liệu trên mạng không có cái nào nhắc đến chuyện hắc nhật này nhưng hiện tại một chút đầu mối cũng không có tạm thời theo hắn xem thử vậy xem thử bên trong có âm mưu gì không vậy làm phiền thần quan na đa rồi khi chân chính chạy đến tư thủy thần tộc cũng phát hiện sương mù màu đen đó vượng tài không nguyện ý đáp xuống ngươi muốn ta chết à thối như thế xuống đuối không phải là hung thối lớp lông mỹ lệ của ta sao chân chính kéo lông vũ trên đầu nó âm trầm nói vậy tao nhổ sạch lông của mày sau này mày không cần phải lo lắng nó bị thối mày có xuống hay không vượng tài nước mắt tuôn trào sao mệnh nó lại khổ như vậy à gặp một chủ nhân như thế bất đắc dĩ chỉ đành nuốt lệ nín thở đáp xuống vừa chạm đất nó đã lập tức ẩn đi tránh để khí thối đầu độc đừng trách nó không nghĩa khí ai bảo chân chính không phúc hậu trước chân chính phát động âm khí trên người muốn dùng khí lưu cường đại thổi tan xương đen tiếc rằng cường phong đó tuy thổi tung vạt áo và tóc hắn nhưng xương đen trước mặt lại không hề dao động xương này không phải bình thường rốt cuộc là thứ gì chân chính nhíu mày cuối cùng vẫn chịu không nổi mùi gây mũi đó, triệu ra âm dương thuẫn, ngăn cách sương đen. Lúc này, sau lưng vàng lên tiếng bước chân. Nhưng sương khí quá dày, chân chính căn bản không thấy rõ người tới, hắn rút vũ khí ra, chuẩn bị chờ đợi. Bước chân càng lúc càng gần, khi cách hắn không đến 3 mét, đối phương lên tiếng, ủa? Là chân chính hả? Trong thiên cung thiên giới, thiên lý nhãn hoảng loạn xông vào, không tốt rồi. Không tốt rồi. Thiên đế bệ hạ. Thiên đế đang tán tỉnh tiên tử, không muốn bị tên Thiên Lý Nhãn không biết điều xông vào phá ngang, mặt đầy không vui chất vấn, chuyện gì mà hoảng loạn như thế? Trong thiên cung, sao cho phép ngươi la hét ồn ào? Thiên Lý Nhãn đã biết mình vào không đúng lúc, chọc giận Thiên đế, nhưng chuyện trọng đại, hắn không dám biết mà không báo. Thế là chỉ đành gồng mình tiếp tục nói, thật, thật sự là chuyện lớn không tốt. Khởi bẩm Thiên đế bệ hạ phía đông nhân giới bị oán khí cường liệt bao vây hắc khí đó đã bắt đầu khuếch trương tứ phía mắt thấy sắp vượt qua nhân giới lan tràn đến ma giới thiên đế nghe thế ánh mắt thay đổi ồ quả nhiên xuất hiện rồi người đâu mau truyền thiên hậu nương nương và thái bạch chân nhân hiện tại là tin tức khẩn cấp phía đông nhân giới đã bị oán khí mạnh chiếm giữ người hay vật bị sương đen thần bí đó bao vây sẽ lập tức biến mất không thấy xin các vị chuẩn bị từ trước nếu gặp khí đen thần bí này, nhớ đừng lại gần. Trong tivi không ngừng phát thông báo khẩn này mà hội trường thi đấu của Đại hội Thiên hạ Linh Hiển, một đám tuyển thủ vốn định rời khỏi đó cũng bị lưu lại. Theo tin khẩn cấp mà Tổng cục Khâm Thiên Quốc gia truyền đến, do phía đông nhân giới xuất hiện sương đen nuốt người thần bí, hơn nữa lúc này sương đen bất minh đang không ngừng khuếch tán, lan tràn đến phía đông ma giới. Vì thế, Vòng chung kết dự định tiến hành vào 3 ngày sau tạm thời lùi lại vô thời hạn, gây bất tiện cho các tuyển thủ. Chúng tôi cảm thấy vô cùng ấy nấy, huyền thiên hiếm khi nghiêm chỉnh một lần, hơn nữa còn mặc bộ cà sa vô cùng chính thức. Nghe được tin tức này, các tuyển thủ trong phòng nghỉ đều xôn xao cả lên. Lúc này trong phòng nghỉ của khách quý, bốn vị trọng tài chính đều nhận được thông báo này. Bách hoa diễm nghịch đóa hoa hồng trong tay, có vẻ không mấy bận tâm mở miệng, chim na, ngươi không về xem thử sao nghe nói lan đến bên phía các ngươi mà chim na nhẹ nhấp rượu đến phía đông ma giới mà thôi ta lại không phải là minh không ngươi gấp cái gì tương truyền tây ma vật chim na và đông ma vương minh không luôn bất hòa theo tình thế này khết tán đến bên chỗ các ngươi cũng là chuyện sớm muộn thôi hơn nữa sao ta cảm thấy ngươi quá bình thản có phải ngươi biết gì hay không thánh chiến sĩ cũng cảm thấy thái độ của vị ma vương này quá không bình thường bách hoa diễm vội phụ họa không sai, từ trận đấu của giả tấn xuyên và thiên niên trảm, ta đã bắt đầu cảm thấy ngươi khẳng định che giấu chúng ta điều gì. Không để ý đến hai tên kia bức cung, chim na vẫn nhàn nhã ung dung, hưởng thụ rượu vang. Rượu này dưới ánh đèn đỏ rực như máu. Mà phổ đà thiên tôn vẫn ngồi chung với ba người lúc này lại không có mặt tại đó. Thiên đế bệ hạ, nghe nói ngài triệu chúng tôi đến có việc gấp cần bàn, thiên hậu vẫn dáng vẻ nghiêm trang đó. Thiên đệ bước qua bước lại trong đại điện, cuối cùng cũng nóng được cứu tinh đến, không sai ái phi, thiên lý nhãn đến báo, phía đông hạ giới xuất hiện sương đen thần bí nuốt người. Thiên hậu và thái bạch chân nhân nghe thế, sắc mặt đều kinh hãi. Thiên hậu do dự một chút mở miệng, lẽ nào tên đó thoát ra rồi. Sắc mặt thiên đế âm trầm, ta thấy rất có khả năng, ta đã phái lý thiên vương đi trước kiểm tra. Ái phi, ái khanh, nếu chuyện này thật sự là hành vi của tên đó, các người xem nên làm sao mới tốt thiên hậu không hổ là thiên hậu vào lúc khẩn trương này vẫn bình thản và nghiêm trang an ủi bệ hạ đừng nôn nóng thần thiếp vì phòng hôm nay đã an bài từ trước nói xong rút một hạt châu ra thiên hậu phát động linh lực khiến hạt châu bay lên nhưng chuyện bất ngờ lại xảy ra đột nhiên hạt châu đó tỏa ra ánh sáng màu đen rắc một tiếng nứt ra văng khắp nơi sắc mặt thiên hậu đại biến chết tiệt lẽ nào hắn cũng xảy ra chuyện rồi. Chân chính nghe tiếng người đến, trái tim đang treo cao cũng hạ xuống. Người bước ra từ sương đen, chính là người yêu mà hắn tâm tâm niệm niệm giả tấn xuyên. Tim một khi yên ổn rồi, nộ khí sẽ lên, các cậu làm gì vậy hả? Sao ai đi rồi cũng không quay về? Lại không liên lạc với tôi, hại tôi lo lắng muốn chết. Ngữ khí trực tiếp quan tâm mang theo chút làm nũng oán trách này, nếu là lúc thường, chân chính tuyệt đối không nói ra nhưng nôn nóng và lo lắng với người yêu bị mất liên lạc khiến hắn buộc miệng nói ra. Dạ tấn xuyên bị mắng rụt cổ lại, hung vậy làm gì hả? Tôi cũng đâu muốn, không biết là chuyện gì. Chúng tôi vừa đến đây, di động liền hoàn toàn không còn tín hiệu. Hơn nữa mất cả lúc chúng tôi cũng không tìm thấy chiến thiên, cho nên không có trở về. Nói xong, y kéo tay chân chính đi về phía trước. Chân chính cũng không hỏi y đi đâu, hắn đối với người yêu là hoàn toàn tin tưởng. đúng rồi hiểu dạ bách quỷ và hư không già dạ la sau đó đến ứng cứu cậu có gặp họ hay không gặp rồi họ cũng giúp đỡ tìm người trong sương đen căn bản không nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh nhưng dạ tấn xuyên lại như rất quen đường dẫn chân chính đi xuyên qua đó điểm đến của họ là một tòa thành cổ xưa tuy chưa từng đến nhưng nhìn dáng vẻ nơi này chắc là cung điện của đại vương tư thủy thần tộc đến đây tầm nhìn bắt đầu rõ ràng không còn bị sương đen bao trùm nữa Hai người đến trước cửa điện thì ngừng lại, mà hai cánh cửa gỗ được điêu khắc lại tự động mở ra. Không ngờ thành lũy cổ xưa này lại có thiết bị tiên tiến như thế. Trong cung điện rộng lớn, một bóng người cũng không có. Tiếng giày dẫm lên đá cẩm thạch phát ra tiếng cộc cộc cộc, còn có âm vọng lại. Thân ái, cậu muốn dẫn tôi đi đâu, chân chính đột nhiên hỏi. Giả tấn xuyên quay nhìn cười, đến rồi cậu sẽ biết. Chân chính dừng bước, đúng rồi, thân ái tối qua tôi còn chưa nói với cậu là tôi thích cậu đó hiện tại bổ sung đó giả tấn xuyên bị câu nói giật kinh phong đột ngột của hắn làm cho ngẩn ra tiếp theo cười đáp trả tôi cũng thích cậu được rồi biểu diễn nên kết thúc rồi mi rốt cuộc là ai triệu ra âm nguyệt kiếm bày thế chuẩn bị chiến đấu đối phương thấy mình bị vạch trần cũng không tiếp tục che giấu ngược lại cười nói sao ngươi phát hiện được ngay từ đầu ta đã hoài nghi rồi giữa ta và Tiểu Xuyên có cảm ứng chẳng qua lúc đó hắn không dám khẳng định, dù sao từ sau khi giả tấn Xuyên đến đây, họ đã bị đứt cảm ứng, có lẽ là do ảnh hưởng của xương đen, cho nên hắn mới không cảm ứng được. Chẳng qua sau đó hắn cố ý nói vài câu buồn nôn để thử phản ứng của đối phương, đối phương không những ung dung ứng phó, còn vui vẻ với mình, căn bản không giống giả tấn Xuyên sẽ làm. Nếu là người yêu dễ xấu hổ của mình, nhất định sẽ đỏ mặt nói, bớt buồn nôn đi. Hơn nữa, Tối qua tôi đã nói với Tiểu Xuyên tôi thích cậu rồi. Hư, không hổ là thần điêu hiệp lữ, nhanh như vậy đã bị vạch trần. Thật không vui, đối phương hồi phục chân thân. Chân Chính không khỏi nhíu mày, là cô. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tôi cho rằng cô đã chết rồi, Chân Chính trầm giọng nói. Đối phương hừ lạnh một tiếng, hư. Thật xin lỗi, để ngươi thất vọng. Ta không những không chết còn giành được sức mạnh lớn hơn lần này kẻ chết là ngươi nói xong giờ pháp trưởng chuẩn bị thi pháp lần trước để cô ta thành công vì không có phòng bị lần này đã biết năng lực của cô ta đương nhiên lập tức có thể phản ứng chân chính nhân lúc cô ta niệm chú đã triệu ra âm dương thuẫn ngăn cách mình với linh khí của đối phương phản ứng rất nhanh đó nhưng đáng tiếc chỉ là chiêu thô kệch cho dù ta không thể lập tức giết chết ngươi nhưng ta cũng có thể bắt ngươi nói xong pháp trượng vung lên từ bên trong chảy ra một dòng nước nhắm thẳng vào chân chính xem ra lại là bong bong nước giam người lần trước chân chính đương nhiên sẽ không ngồi yên chờ chết hắn niệm khẩu quyết triệu ra âm nguyện kiếm rót linh khí vào kiếm chỉ thấy âm nguyệt kiếm vốn có tia u lam vây quanh lúc này dần biến thành đen kịp hàng khí lan tràn hai tay chân chính cầm kiếm vung mạnh một đạo âm khí cường đại chém vỡ bong bóng nước đang thành hình kiếm phong vụt qua, bọc nước tung tóe, sóng nước lại ào lên. Hư bản lĩnh tiến bộ rồi. Vậy thì xem thử ngươi rốt cuộc có bao nhiêu năng lực, nữ vương thu hồi pháp trượng. Cô vỗ tay bôm bóp, lập tức có một người mặc đồ đen che mặt xuất hiện, quỳ dưới chân cô. Mang y lên đây, một tiếng hạ lệnh, từ bên trong cung điện xuất hiện hai người mặc đồ đen, họ đẩy một bong bóng nước chậm rãi di chuyển về hướng này. Chân chính nhìn kỹ, bên trong bong bóng nước đó không phải chính là người yêu mà mình tìm kiếm khắp nơi giả tấn xuyên sao. Nhưng lúc này y lại cuộn tròn như bào thai trong bụng mẹ, ngủ say trong bong bóng nước. Lần này là thật chứ? Hay là cạm bẫy khác của nữ vương? Hừ, không cần hoài nghi, đây là hàng thật. Không tin ngươi cảm ứng linh tràng của y đi, nữ vương vừa nhìn đã nhìn thấu suy nghĩ của chân chính. Không cần cô nói, chân chính cũng đã phát động linh thức từ trước, bắt đầu cảm ứng. Quả nhiên, là cảm giác quen thuộc của giả tấn xuyên, chỉ có linh tràng của y mới có thể hòa hợp với mình như thế, dường như trời sinh họ nên là một thể. Tuy đối phương đang ngủ say, không có ý thức, nhưng chân chính có thể tiếp nhận được cảm xúc không nơi trợ giúp và hoảng loạn của đối phương. Chân chính lại phát động linh lực lần nữa, muốn mượn linh khí cường đại của âm nguyệt kiếm phá tan bong bóng nước cứu giả tấn xuyên. Khí lưu thổi tung tóc hắn, kiếm đã dơ cao. Lúc này nữ vương lên tiếng, nếu ngươi muốn tiểu tình nhân của mình toi mạng thì cứ động thủ đi có ý gì trong mắt chân chính lộ ra sát khí sắc bén nhìn chằm chằm vào kẻ đang khoa trương ta đã từng nói rồi ta tăng tiến một tầng so với trước kia nói thật cho ngươi biết vậy trong bong bóng nước này không phải là nước bình thường ngươi biết đó là gì không nữ vương nói trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tự đắc chân chính nghiến răng tay cầm âm dương kiếm do vận sức quá mạnh gân xanh trên đó hiện ra rõ ràng tuy lòng nóng như lửa đốt nhưng hắn vẫn cố gắng khắc chế bản thân không thể xúc động đó là dịch nuôi cấy hiện tại y bị bong bóng nước này bao bọc sẽ hệt như thai nhi trong bụng mẹ nếu không có nước ối dịch nuôi cấy y sẽ bị lây nhiễm lập tức trở thành những coi rối oán khí ngoài kia ngươi sẽ không cho rằng nơi này không có xương đen thì không có oán khí chứ sở dĩ nơi này không thấy xương đen chính là vì oán khí ở đây quá nặng chúng nó đã hoàn toàn dung hợp với hoàn cảnh xung quanh rồi nữ vương nói xong ngửa đầu cười lớn ha 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 lần này các ngươi có chấp cánh cũng khó bay rồi nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi bó tay chịu trói sau khi hắn bị bắt không những không thể cứu người yêu và bạn bè kết cục có khả năng nhất chính là bị đối phương một lưới bắt gọn chật ngươi không cần suy nghĩ ta rất muốn lấy mạng của ngươi nhưng chủ nhân nhà ta không cho phép ngươi yên tâm ngươi và mạng nhỏ của tiểu tình nhân nhà ngươi chắc chắn có thể bảo đảm ai bảo ngươi là thất sát tinh tham lang và phá quân đã quy thuận chủ nhân nhà ta rồi hiện tại chỉ thiếu ngươi thôi chân chính nghe thấy sắc mặt lộ ra khinh thường ban đầu còn cảm thấy nữ vương này có chút bá khí không ngờ chẳng qua chỉ là tay sai thì ra tất cả đều vì truyền thuyết sát phá lan gì đó sát phá lan tam tinh hội tụ thiên hạ tất đổi chủ Chẳng lẽ cho rằng chỉ cần đạt được ba người họ trợ giúp thì có thể giành được thiên hạ sao? Mơ mộng viễn vông quá rồi đó. Hắn biểu hiện rất rõ ràng, tuy vẻ mặt vẫn không có biểu cảm, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra khinh thường và chán ghét. Nữ vương đạp lên bong bóng nước giam cầm giả tấn xuyên, hư. Cho dù ngươi không nguyện ý cũng vô dụng, ngươi biết chủ nhân của ta là ai không? Tuy thiên hậu nói mình đã sớm an bài, nhưng thiên đế vẫn đứng ngồi không yên, ly rượu trên tay cầm lên lại đặt xuống, đặt xuống lại cầm lên, lặp đi lặp lại vài lần, nhưng không nhấp chút rượu nào. Lần cuối hắn nện ly rượu lên bàn, người đâu? Đi mời thiên sứ trưởng đến. Không cần phải mời nhiều lần như vậy, ta đã đến rồi, người đến là một soái ca phương Tây làn da trắng nõn, tóc vàng mắt xanh. Tuy ngoại hình không tính là rất soái, nhưng toàn thân lại tỏa ra mị lực dụ người đến gần. Đương nhiên là người lãnh đạo của tất cả thiên sứ, chỗ khác biệt lớn nhất của thiên sứ trưởng với những thiên sứ khác là hắn có sáu chiếc cánh sau lưng hắn còn có yêu vương của yêu tộc và diêm vương địa phủ kỳ thật đông thiên và tây thiên xưa nay cũng không mấy hợp nhau tuy thiên đế rất nóng ruột nhưng cũng không muốn thể hiện yếu thế trước mặt đối thủ của mình hắn vẫn bày ra tư thế cao ngạo sao không thông báo một tiếng các ngươi làm việc kiểu gì vậy không có quy củ gì hết tuy là mắng thủ vệ của mình nhưng thật ra là đang chỉ gà mắng chó bớt giả vờ đi ngươi không phải đang vội tìm ta sao đại thiên sứ hoàn toàn không mắc lừa khụ thiên đế ho khan một tiếng muốn che giấu nhiều năm không gặp vẫn không để lại chút mặt mũi nào cho mình như thế ta tin các ngươi cũng biết phía đông nhân giới xuất hiện sương mù màu đen nuốt người hơn nữa hiện tại đang lan tràn đến đông ma giới thấy mọi người gật đầu hắn lại tiếp tục sương mù nuốt người diện tích lớn thế này không thể không khiến ta nhớ đến kẻ đó ngươi là nói yêu vương vẻ mặt kinh hoảng muốn nói lại thôi. Là thượng cổ đại ma thần thiên nhiếp, chỉ có thiên sứ trưởng trực tiếp gọi ra cái tên cấm kỵ đó. Nói xong hắn nhíu mày, nhưng không phải trong lần đại chiến thần ma trước hắn đã bị phong ấn vĩnh cửu rồi sao? Từ sau lần đó, ma giới bị phân thành đông ma giới và tây ma giới. Do Minh Không và Chim Na tiếp nhận. Ta cũng chỉ hoài nghi, chẳng qua đúng ngay kỳ hẹn ngàn năm, lại phát sinh chuyện này, thực sự không thể không khiến người ta hoài nghi. Hơn nữa xương đen đó thật lợi hại Cắn nuốt vô số sinh vật Nói xong quay đầu hỏi Diêm Vương Những oan hồn bị nuốt Có đến chỗ ngươi báo danh không Diêm Vương lắc đầu Sắc mặt thiên đế càng thêm ngưng trọng Ngay cả hồn phách cũng bị nuốt Xương đen này quá lợi hại Tiếp tục như vậy không được Không cần bao lâu Nhân giới và ma giới nhất định không giữ được Đúng rồi Tại sao người lãnh đạo ma giới đều không đến Yêu vương nhìn thiên sứ trưởng một cái, Đối phương gật đầu hắn mới mở miệng Kỳ thật chuyện này chúng ta cũng có chút đầu mối Nhưng tạm thời còn chưa được chính thực Thiên đế sáng mắt Vội nói ô, Mau nói Dù sao đối phương đã là rùa trong lưu Nữ vương cũng không vội bắt hắn Cô ta dùng ngữ khí khoa trương nói Chủ nhân nhà ta chính là đông ma giới đại ma vương Minh không Nhưng Ngài còn có một thân phận khác Đợi ngươi theo ta qua đó thì có thể thấy ngài Nói ra thì Các ngươi là người quen đó minh không hắn chưa từng nghe qua hắn cũng không hứng thú gặp mặt người quen đó lúc này hắn không ngừng điều chỉnh tư duy nghĩ cách cứu người yêu khi ánh mắt chân chính chuyển đến sau lưng nữ vương hắn đột nhiên niệm quyết tấn công cô ta một sợi roi linh tơ quất vào cô ta không ngờ chân chính lại không bận tâm an nguy của người yêu kiên trì tấn công mình nữ vương không kịp phòng bị nhưng cô ta cũng không phải kẻ ăn chay rất nhanh đã có phản ứng nghiêng người sang một bên nhẹ nhàng tránh khỏi chân chính lập tức quất tiếp nữ vương nhảy một bước lớn loại tấn công này đối với nữ vương mà nói thật sự không đau không ngứa cô cười gằn trò vặt còn chưa dứt lời mũi chân chạm đất cô không ngờ mình lại đột nhiên rơi xuống như thế hợp hư không già la thấy nữ vương đã rơi vào cạm bẫy kết giới của mình vội niệm quyết đóng không gian lại giam cầm nữ vương bên trong người cuối cùng cũng đến rồi hư không già la sờ sờ mặt đất cầm lên một chiếc khăn tay bên trong nhốt một vị nữ vương đó vừa rồi chân chính chính là thấy hư không già la lặng lẽ đặt cạm bẫy sau lưng nữ vương hắn lập tức hiểu ý đối phương liền ra tay phối hợp dùng linh tơ không ngừng tấn công nữ vương là để cô ta rơi vào trong cạm bẫy trải qua vết xe đổ nhận làm giả tấn xuyên lần này chân chính không dám lơ là trước tiên phải cảm ứng linh tràng của đối phương rồi mới tiếp cận sao trước đó không liên lạc được với các ngươi Linh tràng cũng biến mất, sau lưng hư không già la còn có thương lan, hiểu giả dạ bách quỷ, sa gấu trúc. Gấu trúc sờ mồ hôi trên trán, đừng nhắc nữa, dọa chết tôi rồi. Chúng tôi vừa đến đây, liền bị xương đen bên ngoài mê hoặc. Xương đen đó không những có hiệu quả mê hồn, còn có thể nuốt chửng sinh vật, dung hợp oán khí của kẻ bị nuốt, càng tụ càng lớn. Nhưng đợi khi chúng tôi thanh tĩnh một chút, phát hiện mình không bị dung hợp, mà là bị nữ vương bắt giữ. Nó hãy còn sợ hãi vỗ ngực Cũng may, sau đó Tiểu La đến cứu chúng tôi Có phải không Tiểu La? Tiểu La, gấu trúc đẩy đẩy hư không già La đang ngẩn người bên cạnh Hả? À, phải đó, tinh thần hư không già La có hơi hoảng hốt Cậu thật sự không ngờ, mình sẽ được người đó cứu Hơn nữa người đó lại còn là cha của mình Vậy hiện tại nên làm sao? Sa Phin thấy giả tấn xuyên có mình trong bong bóng nước Lời của nữ vương vừa rồi hắn cũng nghe được các ngươi thật vô dụng, thời khắc máu chốt chỉ có thể dựa vào ta, kèm với giọng điệu khoa trương, một con mèo mập từ trời giáng xuống. Thập tứ nguyên, chân chính kinh ngạc, sao mi lại đến đây? Biết các ngươi gặp chuyện, chị ngươi bảo ta đến chi viện. Ta chẳng qua không ở bên cạnh các ngươi một chút, các ngươi đã bất lực thế này rồi. Hừ, ra ngoài đừng nói là đồ đệ của ta, thực mất mặt thập tứ nguyên lắc cái mông mập của mình, đi đến, đi thôi, ta biết chân thân của xương đen này là gì giải quyết nó sẽ có thể cứu tiểu giả ra lúc này tất cả tuyển thủ tham dự vòng chung kết của đại hội thiên hạ linh hiển đều nhận được một tin nhắn đã xác định chuyện sương đen nuốt người này là hành động của ma vương đông ma giới minh không tổng cục khâm thiên quốc gia công bố lệnh truy nã đối với người này hạng mục của quán quân cuộc đấu đã được định tiêu diệt minh không chẳng qua vì lãnh địa của tư thủy thần tộc bị sương đen bao quanh không nhận được tín hiệu cho nên họ không thấy được tin nhắn này Mọi người quay mặt nhìn nhau, con mèo mập đột nhiên xuất hiện này là sao? Có nên tin nó không? Chân chính suy nghĩ một chút rồi nói, theo nó đi xem thử đi. Gấu trúc đang định lại đẩy bong bóng nước giam cầm giả tấn xuyên. Chân chính đã nhanh hơn nó một bước, triệu hóa ra vượng tài, mang quả bóng nước đi trước. Bên trong là người hắn yêu nhất. Tuy đối phương hiện tại không có ý thức, nhưng hắn cũng không nỡ để người yêu phải chịu tội lăn lóc mọi người cùng thập tứ nguyên đi về phía cung điện của nữ vương tuy chân chính tràn đầy hoài nghi nhưng hắn trước giờ kiệm lời quen rồi cũng không chủ động hỏi chuyện may mà gấu trúc có lòng hiếu kỳ mạnh suốt đường không ngừng hỏi thăm đĩa à không thương lan nữ vương đó bị sao vậy lần trước không bắt được cô ta ngươi đã lên làm vương của tư thủy thần tộc rồi sao tiểu la vẫn gọi người ta là con đĩa nước con đĩa nước nó suýt nữa cũng đã gọi hắn như thế thương lan trông có vẻ rất suy yếu vẫn luôn tựa trên người hư không già la kỳ quái là hư không già la vẫn biểu hiện rất chán ghét với hắn nhưng hiện tại lại để mặc hắn tựa mà không đẩy ra tuy nó thí phụ đoạt vị nhưng dù sao nó cũng là em gái của ta ta không hạ sát thủ mà nhốt nó ở tẩm cung của nó nếu nó đã không có chút linh lực nào ta cũng không cần phòng bị không ngờ nó lại chạy ra hơn nữa cũng hồi phục linh lực Trước đó nó không biết đã từ đâu chọc tới một thân linh lực màu đen. Lần này xuất hiện, oán khí đó càng thêm cường liệt. Bắt đầu từ ngày nó xuất hiện, nơi này đã bị sương đen thối rửa cường liệt bao vây, hơn nửa sinh vật gần đó cũng bị sương đen nuốt chửng. Gấu trúc vốn thẳng đuột, không hề che giấu hoài nghi của mình với hắn, vậy sao ngươi không bị gì hết? Mới đầu ta cũng cho rằng mình khó tránh kiếp nạn, không ngờ nó có thể thao túng sương đen đó, nhưng nó giữ ta lại, nó nói ta vẫn còn có chỗ hữu dụng sau đó ta mới biết lời nó có ý nghĩa gì nói xong nhìn hư không già la bên cạnh thì ra cô gái đó muốn lấy mình uy hiếp hư không già la nhưng sao nó biết quan hệ của mình và hư không già la có ý gì gấu trúc quyết tâm phải hỏi đến cùng hư không già la trừng nó một cái nó bị dọa run rẩy vội trốn sau lưng sa phin qua một lát sau nó mới nhịn không được hỏi vậy tiểu la ngươi sao lại chạy ra được sương đen đó rất lợi hại ngay cả sắc long cũng không làm gì được nó hư không già la nhịn không được trận trắng mắt ngươi cho rằng con sắc long nhà ngươi lợi hại lắm à còn thật sự coi nó là hàng hiếm sa phim bị chê bai như thế tổn hại thể diện trước mặt gấu trong lòng hắn không phục gầm lên với hư không già la ta không phải là hàng hiếm chúng ta đánh một trận là biết ngay đến đi không phải sợ rồi chứ được rồi cũng không nhìn xem hiện tại đang ở trong tình trạng nào. Các ngươi còn làm bậy, hiểu giả dạ bách quỷ trầm giọng ngăn cản, vẫn là hắn đáng tin hơn. Gấu trúc thò đầu từ sau lưng sa phiên, đúng đó, quỷ quỷ cũng rất lợi hại, hắn cũng không đối phó được với xương đen đó. Thì ra tiểu la ngươi là lợi hại nhất sao? Sắc mặt hư không già là có chút kỳ lạ, môi mấp máy, cuối cùng phun ra sự thật, thật ra, ta cũng được người cứu ra. Lần này không những gấu trúc, ánh mắt những người khác cũng đều tập trung lên người cậu ai vậy lợi hại thế bị ánh mắt mọi người hối thúc nửa ngày cậu mới không tình không nguyện nói cha ta oa wow. cha ngươi lợi hại thế đúng rồi gia đình các ngươi là thế gia kết giới khẳng định có rất nhiều người tài năng gấu trúc vẻ mặt sùng bái không ông ấy không phải người của đẩu gia ông ấy là hư không già lai nhìn giả tấn xuyên trong bóng nước muốn nói lại thôi nói ra thì có hơi mất mặt Cậu chưa từng nghĩ ba của mình lại là loại người đó. Nói chuyện chỉ nói một nửa là đáng ghét nhất. Mau nói, gấu trúc kéo áo cậu, vẽ mặt bác quái. Hư. Người xem cậu ta căn bản không muốn nói, ta đoán khẳng định cha cậu ta không dám gặp ai. Nói không chừng là đại ma đầu gì đó, hay là yêu quái ngu ngốc, sa phim nhân cơ hội báo thù. Cha mình bị bôi nhọ như thế, hư không già la lập tức phản bác, ai nói ông ấy là yêu quái ngốc. Hư ông ấy rất tài ba nói sao cũng là một vị đại thần ô vị nào safin vẻ mặt nghi vấn phổ đà thiên tôn hư không già dạ la bị hắn khích tướng buộc miệng nói ra nói xong cậu liền hối hận mọi người quả nhiên đều mang vẻ mặt kinh ngạc méo nó lai lịch của cha cậu thật lớn thì ra phía trên cậu có người quen safin chép miệng có người quen cái đầu mi từ nhỏ ta đã thất lạc với ông ấy ta cũng mới nhận ông ấy đây thôi. Ông ấy sợ quan hệ của chúng ta bại lộ, tư cách tham gia thi đấu của ta sẽ bị xóa bỏ, cho nên vẫn không dám nhận ta. Sau đó biết ta gặp nguy hiểm mới đến cứu ta. Thì ra cha ngươi khóc như thế. Ngươi uy phong rồi, vậy vừa rồi làm gì phải trưng vẻ mặt không muốn nhận người nhà chứ? Cái này, lại bắt đầu muốn nói lại thôi, lòng hiếu kỳ của mọi người lại bị khơi lên. Lần này miệng hư không già la như gắn xích, ngậm rất chặt xem ra quyết tâm không định tiết lộ. Lúc này, thánh âm phiêu tán truyền đến, con trai, con không nhận ba, ba thật rất thương tâm. Mặt hư không dạ la lập tức đen đi. Mọi người nhìn theo âm thanh, chỉ thấy một đóa mây cát tường bảy màu giáng xuống, phía trên là ánh sáng ấm áp. Phổ đà thiên tôn, gấu trúc rất hưng phấn. Wow! Lần đầu tiên thấy bổn thần gần như vậy. Đám mây màu càng lúc càng gần, mà thánh quan đó lại càng lúc càng tối, khi hắn đến trước mặt mọi người Mọi người cuối cùng cũng thấy được chân diện mục của hắn Sư phụ Hiểu giả bách quỷ kinh ngạc nhất lên tiếng Hắn không ngờ Sư phụ của mình lại là đại thần cao quý của thiên giới Hắn vẫn luôn cho rằng Sư phụ chẳng qua chỉ là một thần công giả thần giả quỷ Đây không phải là ba của tiểu giả sao Sa phim cũng rất kinh ngạc Gấu trúc đầu óc đơn giản hiện tại vô cùng hỗn loạn Ba của tiểu giả chính là phổ đà thiên tôn đồng thời còn là sư phụ thần côn của quỷ quỷ, lại là ba của tiểu la, nhưng, đối với nó mà nói, đã kích lớn nhất, thần tượng sùng bái từ đó đến nay, lại có cái đức hạnh này. Thật là ảo mộng sụp đổ a. À. Phim đột nhiên nghĩ ra, nói thế, tiểu giả và tiểu la là anh em rồi. Chân chính cũng nhìn giả tấn xuyên trên lưng vượng tài. Nói thế người yêu của mình không phải bán tiên, mà là toàn tiên. Đúng thật là đại thần phong lưu, Ông ta rốt cuộc có bao nhiêu đứa con riêng đây? Phổ Đà Thiên Tôn cũng nhìn thấy con trai cả bị nhốt trong bong bóng nước. Ông vung tay ra, một đạo thánh quan chém vào bong bóng nước. Không, chân chính muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp. Bùng, bong bóng nước vỡ ra, dịch nuôi cái bên trong chảy ra. Chân chính vội lao đến kiểm tra người yêu có bị gì hay không. Tuy giả tấn xuyên vẫn hôn mê, nhưng xem ra không có gì thường gì ngược lại vì thân thể y được thánh quan của phổ đà thiên tôn bao vây chân chính có thể cảm giác được trên người y truyền đến cảm xúc yên tâm bình tĩnh yên tâm đi tiểu xuyên là con của ta ta không thể hại nó phổ đà thiên tôn thấy được vẻ nôn nóng của chân chính tuy thằng nhóc này là nam nhưng giao cho trai cho hắn mình cũng yên tâm sao y vẫn chưa tỉnh lại chân chính ông giả tấn xuyên vào lòng ngữ khí lo lắng an nguy của người yêu quan trọng hơn mọi thứ ta cũng kỳ quái theo lý mà nói nếu đã ra rồi nó nên lập tức tỉnh lại phổ đà tiến tới tự mình kiểm tra nhưng lại không nhìn ra bất cứ dị thường nào xem ra còn phải tìm được chân hung trước rốt cuộc kẻ đứng sau là thần thánh phương nào ủa kỳ quái mèo mập đâu nó không phải dẫn đường ở trước sau khi mọi người đều không lưu ý thập tướng nguyên đã sớm không thấy bóng dáng lẽ nào bị xương đen nuốt rồi không nơi này không có xương đen nhưng cô gái vừa rồi nói tuy không thấy được thật ra nơi này mới là nơi oán khí cường liệt nhất nói không chừng mọi người đang tranh luận vai chính của vụ tranh luận lại xuất hiện lần nữa nhưng sau lưng nó còn đi theo một người ủa đó không phải là trọng tài chính của ma giới sao gấu trúc nhất thời quên tên đối phương thực sự là nó không nhớ nổi một chữ trong tên của ma vương đó chim na phổ đà thiên tôn cũng rất bất ngờ khi thấy hắn ở đây sao ngươi lại ở đây Ngươi nói xem, đối phương nhướng đôi mắt yêu khí, ta đến giúp các ngươi đó. Phổ Đà lập tức phản ứng lại, miễn đi. Mình không cũng ở gần đây đúng không? Ngoại giới đều nói đông tây hai ma vương bất hòa. Cái gì bất hòa? Hai tên này quá hòa thì có. Bọn họ căn bản chính là một đôi tình nhân. Ha ha ha, không hổ là phổ đà thiên tôn, để ngươi đoán được rồi, một người đàn ông tướng mạo yêu diễm như thế, cảm giác đó rất quái dị, đặc biệt trên người hắn còn tỏa ra khí tà ác luôn khiến người ta cảm thấy không thoải mái ha ha ta và mình không đã chờ đợi ở đây lâu rồi sát phá lan hội tụ chuyện kích động như thế mà trong mắt chim na nhảy nhóc mầm lửa cuồng nhiệt nếu đã đến rồi vậy mời các vị dời bước theo ta ngươi cũng muốn cứu con mình đúng không hắn chỉ giả tấn xuyên được chân chính ông nói sương đen này là do các ngươi tạo thành lẽ nào các ngươi thả thượng cổ ma thần ra phổ đà hỏi vặn lại không sai tuy nó vẫn chưa thành hình nhưng chỉ cần dung hợp oán khí trên người của kẻ mạnh ngày nó trọng sinh rất đáng mong đợi ha 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 nói xong hắn cũng không khỏi đắc ý cười to hiểu già dạ bách quỷ rút kiếm muốn triển khai tấn công phổ đà kịp thời ngăn cản hiểu già dạ, đừng xúc động hiểu già dạ bách quỷ nghe mệnh lệnh của sư phụ chỉ đành thu kiếm về phổ đà thiên tôn rất vừa lòng đồ đệ của mình tuy tính tình hơi cứng, nhưng vẫn biết tôn sư trọng đạo, rất nghe lời, chúng ta cũng đi xem thử đi, rốt cuộc trong hồ lô của hắn bán thuốc gì. Ha ha, vẫn là phổ đà thiên tôn thức thời. Bạn nhỏ, nên học hỏi, chim na cười yêu dị với hiểu giả bách quỷ, lại nói, thanh miêu, dẫn đường. Vâng, chim na bệ hạ, mèo mập thập tứ nguyên hoàn toàn không giống như bình thường, vẻ mặt nghiêm túc. Chân chính không khỏi kinh ngạc. Thì ra, thập tướng nguyên này là người của bọn minh không vậy chỉ chân thực của mình lẽ nào hay là nói thập tướng nguyên này là giả mạo nhưng linh tràng trên người nó quả thật là thập tướng nguyên không sai nếu nó đã là người của minh không vậy nó dạy hắn và giả tấn xuyên đề cao linh lực vì mục đích gì chim na nhìn ra tâm tư của chân chính hừ đừng tốn công suy đoán thấy hắn rồi không phải ngươi sẽ rõ ràng sao thập tướng nguyên hoặc có lẽ nên nói Thanh Miêu dẫn họ đến cung điện cũ của nữ vương. Suốt đường đi đều có thể thấy một vài người đồ đen che mặt. Hai mắt họ đều phát ra tia sáng xanh, dưới ánh sáng hôn ám của cung điện, càng trở nên đặc biệt ghê rợn. Mọi người đến trước cửa đại điện, sớm đã nghe bên trong truyền đến tiếng thông báo của thủ vệ, thanh miêu đại nhân, mang sát phá lan tam tinh và phổ đà thiên tôn cùng một đám người liên quan đến ý kiến hư không già la vô cùng bất mãn khi mình bị gọi chung là một đám người có liên quan, móe. Hắn cho rằng chúng ta đếu lại chầu hắn hả? Chúng ta rõ ràng là bị uy hiếp mới đến thì phải. Thanh miêu quay đầu, hung hăng trừng cậu, to gan. Không được vô lễ với bệ hạ. Thôi đi, thanh miêu. Để họ vào đi, bên trong truyền ra một giọng nam, nghe có vẻ quen thuộc. Mọi người bước vào trong điện, chỉ thấy thiên niên trảm ngồi trên bảo tọa, mà hai người đồ đen che mặt bên cạnh hắn đang áp chế chiến thiên bị trói không phải chứ lẽ nào thiên niên trảm chính là đông ma giới đại ma vương minh không sao nhìn hắn không giống có năng lực đó vậy hôm nay khách quý ghé thăm thật là rồng đến nhà tôm tuy không nhìn thấy mắt trên mặt thiên niên trảm nhưng mọi người đều có thể nhìn ra hiện tại hắn đang đắc ý và khoa trương người đâu ban tọa phổ đà thiên tôn không thèm hừ miễn đi chúng ta không cần thiên niên trảm cũng không bực hắn phất tay nếu đã vậy vậy ta nói thẳng luôn nói xong hắn vỗ tay một tên đồ đen cạnh hắn liền rút dao găm lên để vào cổ chiến thiên ta hy vọng sát phá lang tam tinh có thể gia nhập vào trong đại nghiệp của ta cùng thống lĩnh một thiên hạ hoàn toàn mới nói thì dễ nghe nhưng muốn mượn sát phá lang tam tinh cùng phát động linh lực sản sinh sức mạnh giúp mình đoạt thiên hạ chẳng qua là xem họ là vũ khí mà thôi chân chính lạnh giọng nói nếu chúng tôi không chịu thì sao? Không chịu. Chỉ sợ các ngươi cũng không thể tự chọn lựa. Ngươi không muốn cứu tiểu tình nhân của mình sao? Hơn nữa, hắn liếc nhìn chiến thiên. Người áo đen kia dùng lực, cắt lên cổ chiến thiên. Xí. Chỉ biết chơi trò âm hiểm, các ngươi còn chiêu nào khác không? Hư không già la rất khinh bị thủ đoạn bị ổi của họ. Ha ha, chúng ta là ma tộc đó, ngươi cho rằng chúng ta là những kẻ đạo đức giả của thần tộc sao, đầy miệng là nhân nghĩa đạo đức. Thiên niên cảm bị cậu khinh thường, ngược lại cười lớn. Thần tộc thì sao? Cũng tốt hơn ma vật hạ lưu các ngươi nhiều, biết mình hiện tại có một nửa huyết thống thần tộc, hư không già la sao có thể cam tâm chịu sỉ nhục. Bên này hai người đấu võ mồm, đàn đấu hứng khởi, bên kia hiểu giả dạ bách quỷ và chân chính đã sớm nhân lúc thiên niên cảm phân thần, hợp tác giải quyết hai tên áo đen, cứu chiến thiên về. Vô, tay chân nhanh thật đó, thiên niên trảm đang muốn trách thanh miêu không trông chừng họ cho tốt, lại phát hiện nó đã sớm bị phổ đà thiên tôn khống chế. Hắn vỗ tay bôm bóp, không hổ là phổ đà thiên tôn, động tác thật nhanh chóng. Nhưng các ngươi làm thế cũng uổng công thôi. Ngươi bớt hoa chiêu đi. Ngươi đã bị chúng ta bao vây rồi, xem ngươi có thể chạy đi đâu, hư không già la cho rằng hắn chỉ đang phô trương thanh thế. Lúc này, chiến thiên được chân chính diều đột nhiên xoay người, bắt lấy chân chính. Một thanh lợi đao mang oán khí màu đen kê lên cổ hắn. Mà thiên niên trảm, lúc này đã cung cung kính kính lùi sang một bên. Mọi người đều kinh ngạc, tình hình sao đột nhiên lại nghịch chuyển. Hơn nữa chiến thiên này không phải là bạn của chân chính sao. Tiểu già chính vì hắn mới lọt vào cạm bẫy bị bắt. Chiến thiên ngẩng đầu cười nhẹ, trên mặt đã hoàn toàn không còn vẻ tiêu tụy vừa rồi, ha ha ha, các ngươi sẽ không cho rằng thiên niên cảm chính là mình không đi lúc này chim na cũng từ cửa điện bước vào minh không ngươi lại nghịch ngợm rồi cứ thích đồ người ta gương mặt yêu mị đó lóe chế nhạo so với nói là của trách minh không không bằng nói là đang chế nhạo bọn chân chính là kẻ bị lừa chiến thiên chính là minh không trên gương mặt luôn như khúc gỗ của chiến thiên lúc này nở một nụ cười trào phúng không cần hoài nghi ta đương nhiên không phải là chiến thiên chiến thiên thật sự bắt đầu từ khi các ngươi thi đấu đã bị ta giải quyết rồi chân chính bừng tỉnh đại ngộ, khó trách vẫn không cảm thấy linh tràng trên người hắn có gì không đúng. Trước khi thi đấu, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ nửa mùa học được chút phép thuật lông gà vỏ tỏi, lúc đó linh thức của hắn chưa khai, căn bản không cảm giác được linh tràng của chiến thiên. Mà sau khi hắn tham gia thi đấu, linh tràng cảm giác được toàn là của minh không? Chẳng qua minh không vì không để bị hoài nghi, cố ý áp chế linh lực của mình. Nói thế, các ngươi đã âm mưu từ lâu, chân chính lạnh giọng nói. Minh không không giáp lời, ngược lại chim na cười lớn trả lời thay người yêu, ha ha, còn lâu hơn các ngươi tưởng tượng. Kế hoạch này trước khi sát phá lan tam tình các ngươi ra đời đã có rồi. Mà tông tộc chân gia các ngươi cũng đã bị ta khống chế từ lâu. Sa nghe thế đột nhiên nhớ ra, lẽ nào Tây Long tộc chúng ta cũng. Minh không cười hiếp mắt, ha ha, ngươi rất thông minh. Không sai, trong số trọng thần và vương tộc của Tây Long tộc các ngươi đã sớm có người của ta Nói xong lại nhìn hiểu giả bách quỷ Chỉ đáng tiếc chúng ta vẫn không tìm được phá quân tinh Thì ra bị tên phổ đà thiên tôn giành trước Mục đích của các ngươi là gì? Đoạt được thiên hạ, phổ đà thiên tôn hiếm khi lộ vẻ nghiêm túc Ông nghiêm giọng nói Các ngươi đã là vương giả của ma giới Còn có gì bất mãn sao? Minh không hừ lạnh, thiên hạ Đương nhiên chúng ta cũng muốn Chẳng qua, mục đích của chúng ta không đơn giản như thế chúng ta muốn gọi tỉnh ma thần đại nhân biến tứ giới thành ma vật thiên hạ của ma tộc đã sắp đến rồi các ngươi vẫn nên thức thời một chút gia nhập vào chúng ta cùng hưởng thắng lợi đi chim na và minh không đều hiện ánh sáng cuồng nhiệt trong mắt phi ai muốn thành ma vật chứ hư không già la còn nhỏ nhìn không được nhất đúng vậy ma vật xấu chết gấu trúc cũng giúp đỡ nếu ta trụy lạc nhà ta sẽ không bỏ qua cho ta sa phim tuy nói lời trêu cợt nhưng thái độ kiên quyết mơ tưởng hiểu giả dạ bách quỷ ngắn gọn ý nghĩa em gái ta biến thành như thế chính là bị các ngươi đầu độc đúng không hư hôm nay ta phải thay phụ vương báo thù thương lan đã biết chân hung đứng sau sai khiến em gái mình là ai chân chính không nói tiếng nào trực tiếp gọi ra âm nguyệt kiếm đấm vào minh không sau lưng biểu đạt thái độ minh không né tránh bỏ chân chính ra, tránh được một kích, xí. Một đám ngoan cố không chịu hối cải. Ta đã sớm biết các ngươi sẽ không ngoan ngoãn hợp tác. Nhưng cũng không ngại, ta có cách khiến các ngươi tự nguyện gia nhập. Vỗ tay hai tiếng, chỉ thấy một đám người áo đen áp giải nhiều người từ cửa vào. Phụ vương, thấy rõ người bị áp giải, Sa Phiên không khỏi kêu lên. Ông già nhà mình bị bắt lúc nào? Chị thực. Chiến thiên. Anh hai, chân chính cũng thấy người bị áp giải trừ chị thực và chiến thiên ra còn có anh hai và chị dâu cũng chính là em gái bảo bối giả sách vân của người yêu phổ đã thấy ái nữ của mình bị bắt sắc mặt lập tức trầm xuống các ngươi có ý gì đây minh không nhếch môi lên ta chỉ muốn các ngươi đừng quá kích động bọn họ đều là hàng thật nói xong hắn lại chế nhạo nhìn chân chính ngươi biết thanh miêu là thủ hạ của ta chắc chắn sẽ hoài nghi chị ngươi cũng là người của ta đúng không chẳng qua Thật đáng tiếc, ngươi đoán sai rồi. Cô ta không biết ta là Minh không, vẫn chỉ nghe lệnh tộc trưởng của cô ta mà thôi. Mà tộc trưởng chân chính của các ngươi, vô cùng xin lỗi, rất nhiều năm trước, ông ta đã bị ta thay thế rồi. Mọi người đều phẫn nộ nhìn Minh không, hận không thể khoét lỗ trên người hắn. Móe! Thật quá bị ổi! Minh không đắc ý nhìn mọi người tức giận, nhưng lại ra vẻ bất đắc dĩ, thế nào? Hiện tại người nhà và bạn bè của các ngươi đều ở trong tay ta. Hơn nữa bọn họ cũng đều giống giả tấn xuyên, bị thi khóa hồn chú. Nếu không có mệnh lệnh của ta, cả đời họ cũng chỉ là một cái xác không hồn. Các ngươi không cần phí công sức nghĩ cách cứu họ. Hư không già la thử bắt đầu mở kết giới, liên tiếp đến chỗ con tin, dự định tập kích. Nhưng không ngờ, kết giới chưa kịp lại gần con tin, đã bị oán khí ngăn cách minh không là đại ma vương quả nhiên cũng không phải ăn chay hơn nữa hắn còn có được sức mạnh của thượng cổ ma thần quả thật có tư cách để khoa trương cậu thật sự càng nhìn càng thấy tên đó ngứa mắt quay đầu chất vấn ông cha mới nhận chức của mình này ba không phải ba là thượng thần phương đông sao mau nghĩ cách đi phổ đà thiên tôn vẻ mặt cười khổ cũng không phải mỗi một thượng thần đều mạnh huống chi trên tay hắn còn có con tin ba không dám làm bậy quả nhiên vẫn là một thần côn, hư không già la khinh bỉ nhìn ông một cái. Nhưng mà, tuy ba đánh không lại, ba có thể gọi cứu binh, không cam lòng bị con trai xem thường, phổ đà lập tức xuất ra tuyệt chiêu của mình. Vậy ba còn không mau đi tìm đi. Yên tâm đi, ba đã gọi cứu binh từ lâu rồi, phổ đà nước mắt đầy mặt, quả nhiên không phải do mình nuôi nấng, thật không quy củ, rốt cuộc nó là con, hay mình là con đây. Đang nói thế, ngoài cung điện truyền đến thánh âm, minh không, Ngươi đã bị bao vây rồi, mau chống đầu hàng, thả con tin bên trong ra Mọi người thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ Thì ra cung điện đã bị thiên binh thiên tướng thiên đế phái đến Cùng thiên sứ Tây Phương và đại tướng yêu giới bao vây Nếu giả tấn xuyên lúc này còn tỉnh, y nhất định sẽ nói Wow! Giống hệt phim cảnh sát bắt cướp Xí! Chỉ dựa vào các ngươi cũng dám khiêu chiến bản vương Thật to gan, xem ra mình không rất tự phụ với thực lực của mình không xem đám tinh anh thần giới vào mắt lúc này trong đám thiên tướng bay ra một vị tiên tử bà không tính là tuyệt diễm nhưng lại có khí thế xuất trần hơn nữa trên người còn tỏa ra chính khí và trang nghiêm phổ đà thiên tôn thấy bà mắt sáng lên gọi tiên tử đó cảnh dương cảnh dương chân chính đối với tên của nhạc mẫu vẫn có ấn tượng nói thế tiên tử trên trời chính là vợ của phổ đà nhạc mẫu đại nhân của mình lúc này mọi người chỉ có một suy nghĩ theo phổ đà thật quá lãng phí. Cảnh dương tiên tử ngay cả mắt cũng không thèm nhìn phổ đà, mà nói với Minh không, dựa vào chúng ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chỉ cần có không động ấn, nay chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Minh không nghe thấy biến sắc, xem ra hắn vẫn có chút kiên kỵ với không động ấn. Nhưng hắn nhanh chóng hồi phục trấn định, hừ, ngươi không cần hù dọa ta, ai không biết không động ấn đã biệt tích từ lâu. Cảnh dương tiên tử cười, vậy ngươi sai rồi, không động ấn vẫn luôn ở trước mặt ngươi, chẳng qua ngươi không biết mà thôi. Nói xong, miệng bà niềm quyết. Một đạo thánh quang bắn về phía giả tấn xuyên đang hôn mê. Trong một trận kim quang cường liệt, thân thể cuộn tròn của giả tấn xuyên dần mở ra, đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt đột nhiên mở ra, chỉ thấy tia sáng vàng chảy qua mắt y, khí chất cả người y hoàn toàn đại biến, không còn cảm giác không nghiêm túc và lỗ mãng lúc thường nữa, ngược lại có thêm chính khí lẫm liệt ung dung, tướng mạo nghiêm trang hệt như mẹ y. Tuy nãy giờ y vẫn hôn mê, nhưng cuộc đối thoại của họ, y vẫn nghe được không sót một chữ. Hiện tại tâm trạng của y có thể nói là ngũ vị tạp trần. Đột nhiên có thêm một thằng em trai, còn là tiểu quỷ hư không già là kiêu ngạo có sở thích kỳ dị. Ba của mình lại là thượng thần phương đông. Ba mẹ thần tiên cũng xuất hiện rồi. Khó tin nhất chính là, mình chính là không động ấn. Lẽ nào mình và giả bảo ngọc đều từ tảng đá biến ra? Tiểu xuyên, con đã trưởng thành rồi, Cảnh Dương nghẹn ngào, cuối cùng cũng trùng phùng con trai, bà có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nhất thời không biết nên nói gì. Cảnh Dương hiện tại không phải lúc cảm động, đại địch đang ở trước mắt, Phổ Đà Thiên Tôn nhắc nhở. Cảnh Dương hung tận liếc nhìn ông. Năm đó nếu không phải do tử quỷ này, bà cũng sẽ không nhất thời nghĩ chẳng thông, ném con lại chạy về nhà mẹ. Kết quả lại bị phụ vương nhẫn tâm giam lỏng, cách biệt con trai hơn 20 năm bỏ qua bao nhiêu thời gian quý báu để ở cạnh con trai thậm chí khiến con trai cho rằng mình đã mất sớm càng nghĩ càng tức bà lại phẫn nộ trừng chồng mình lần nữa phổ đà thiên tôn rụt rè có mình trốn sau lưng con trai thôi mà đã bao nhiêu tuổi rồi còn liếc mắt đưa tình cũng không nhìn xem hiện tại đang ở tình cảnh gì đại ma vương đối diện đang lăm le như hổ rình mồi kia kìa ừm ba mẹ giả tấn xuyên có chút khó xử tới tuổi này mới đột nhiên nhảy ra một người mẹ y nhất thời không mấy thích ứng hiện tại không phải lúc nói chuyện này rốt cuộc con là không động ấn có nghĩa là sao cảnh dương vì một tiếng mẹ của con lại kích động lần nữa nước mắt lưng tròng khi bà về thiên giới con còn chưa biết nói chuyện bà cuối cùng cũng nghe được con trai mình gọi mẹ nhưng bà rất nhanh đã hồi phục bình tĩnh dù sao hiện tại quả thật không phải thời gian để nói chuyện gia đình hiện tại con có phải cảm thấy trên người tràn đầy một cổ linh khí, rất khác với bình thường con cảm nhận được không? Thấy giả tấn xuyên gật đầu, bà tiếp tục nói, ba con đại khái từng nói với con, năm đó mẹ trộm không động ấn của phụ vương theo ba con chạy đến nhân giới. Không qua bao lâu, mẹ liền có thai. Nhưng không ngờ, tử quỷ đó ở ngoài ngoại tình, bị mẹ bắt được. Mẹ nhất thời quá tức giận, cãi nhau với ông ta, bị động thai, suýt nửa sinh non mắt thấy con sắp biến mất bỏ mẹ mà đi mẹ nhớ đến không động ấn có tác dụng phong ấn thiên địa điên đảo càng khôn trấn áp hồn phách liền tạm thời thử nó dùng nó trấn trụ hồn con con trai thật ra trong hồn phách của con đã dung nhập không động ấn con chính là nó nó chính là con con và nó đã dung làm một thể từ lâu chẳng qua mẹ sợ con bị người ta nhòm ngó nên vẫn luôn phong ấn linh khí của không động ấn lại hôm nay mới mở nó ra trời ạ à. đây là kịch tình cẩu huyết gì vậy mình thật sự là giả bảo ngọc giả tấn xuyên bị sét đánh không nhẹ Mình không bất kể kịch cẩu huyết luân lý gia đình bên này tuy hiện tại tình thế bất lợi với hắn nhưng hắn vẫn rất kiêu ngạo hư cho dù thằng nhóc đó thật sự là không động ấn thì sao các ngươi cho rằng như vậy là có thể đánh bại ta sao xem thử cuối cùng này sẽ chết về tay ai đi nói xong hắn niệm chú ngữ trên người chân chính liền bị một trận sương đen vây lấy. Từ khi tỉnh lại, giả tấn xuyên đã phát hiện chân chính rất không bình thường, hắn vẫn ngây ngốc đứng bên cạnh mình, thấy mình tỉnh cũng không có phản ứng gì, quá không bình thường. Lúc này bị sương đen bao vây, linh trạng của hắn liền phát sinh biến đổi, chuyện gì vậy? Ha ha ha, ta khổ tâm xâm nhập vào chân gia nhiều năm, lẽ nào chỉ cho vui sao? Ta sớm đã trộn khiên hồn dẫn vào máu của người chân gia, mình không đắc ý cười lớn khiên hồn dẫn. Đó là thứ gì? Giả tấn xuyên không hiểu, vội nhìn ba mình, nói sao cũng là thượng thần, còn làm lão thần côn nhiều năm, khẳng định từng nghe qua đi. Phổ Đà Thiên Tôn nhận được ánh mắt xin giúp đỡ của con, khiên hồn dẫn là một loại chung độc từ thượng cổ truyền lại, thuộc linh gián của gián đầu thuật, có thể thao túng tư tưởng linh hồn người khác. Hừ, coi như người có chút kiến thức. Nhưng, những thứ chung độc cấp thấp đó sao có thể so sánh với khiên hồn của ta? Chỗ lợi hại nhất của nó nằm ở chỗ chỉ cần phát huy, kẻ bị thao túng như có thần giúp đỡ, công lực đại tăng. Những xương đen kia khác với xương đen nuốt người bên ngoài, đây là tín hiệu khi ta gọi lên khiên hồn dẫn. Hơn nữa chỉ cần trong máu một người có trộn khiên hồn dẫn, vậy thì con cháu của hắn đều sẽ bị ta thao túng. Hai mắt chân chính đỏ máu, vẻ mặt giữ tận ngoan lệ, dáng điệu này đã hoàn toàn không giống một con người, mà giống ma vật. Cảnh tượng này quen thuộc như thế, không khỏi khiến giả tấn xuyên nhớ tới mấy lần trước họ đều từng gặp tình trạng này chẳng hạn nói vụ án cục tây tân nương không đầu còn có mấy lần sau đó họ đều từng thấy yêu ma có xương đen mặt mũi trở nên dữ tợn lẽ nào ha ha nhớ ra rồi không sai tứ giới sớm đã bị ta khống chế các ngươi biết cũng quá muộn rồi a ah ha 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 thấy giả tấn xuyên đột nhiên tỉnh ngộ minh không đắc ý ngửa đầu cười ma đầu ngươi thật là đồ hại người. Xem ta tiêu diệt ngươi, trừ hại cho dân, giả tấn xuyên nghiến răng nghiến lợi, nhớ đến bộ dáng tiểu bảo ngây thơ đáng yêu bị thao túng thành bộ dáng thảm liệt đó, còn có tân nương không đầu đáng thương, y không khỏi cảm thấy tức giận, cảm giác chính nghĩa trào lên, thề phải diệt ma vương này, giải cứu người yêu của mình. Hư! Bạn nhỏ, đừng nói lời viễn vông. Muốn đánh bại ta? Trước nghĩ biện pháp giải quyết tiểu tình nhân của ngươi đi ta để thanh miêu dạy dỗ hắn để hắn tăng linh lực không phải không có mục đích nói xong minh không búng ngón tay trong miệng chân chính mọc ra răng nanh hai mắt phím ánh sáng đỏ máu linh khí trên người bị oán khí thay thế hắn giơ âm nguyệt kiếm lên chém vào giả tấn xuyên giả tấn xuyên không dám trả đòn sợ tổn thương thân thể chân chính chỉ có thể lùi lại né tránh hiểu già dạ bách quỷ và sa phin đang hợp lực đối phó với tay ma vương chim na mà phổ đà và cảnh dương cùng các lộ thiên binh thượng giới, yêu binh vây công minh không và đám thủ hạ ma tướng của hắn. Nhất thời hỗn loạn bắt đầu. Gấu trúc vốn chỉ muốn trốn ở một bên cổ vũ, nhưng gậy trúc hấp thu tà khí, gấu mẹ lại hiện thân, kéo con trai không ra gì đi đơn độc khiêu chiến với thanh miêu. Thần tướng trên trời ném ra khổng tiên sách giúp trói chân chính, nhưng lúc này chân chính đã bị khiên hồn dẫn phát tác, linh lực đại tăng, có thể giải đứt khổng tiên sách hư không già la cũng giúp đỡ thả ra một kết giới trong suốt muốn nhốt chân chính trong một không gian như màn thủy tinh nhưng oán khí trong kết giới càng lúc càng mãnh liệt mắt thấy kết giới sắp nứt ra cậu vội đổ mồ hôi tiếp tục như vậy không được tiểu giả cậu mau nghĩ biện pháp đi giả tấn xuyên cắn răng quyết tâm triệu ra dương viêm trượng nhảy vọt lên nhắm vào chân chính điện quan giao nhau hai vũ khí va chạm gương mặt trở nên dữ tợn của chân chính gần trong gan tất trong đôi mắt đỏ máu đó, không tìm thấy tình yêu dành cho mình nữa, chỉ có sát khí. Giả tấn xuyên không khỏi ảm đạm. Chiến thiên bị trói vẫn nôn nóng không thôi, sao mình không có tác dụng gì hết, không những không bảo vệ được chủ công, hiện tại còn bị người ta bắt để uy hiếp chủ công. Mắt thấy giả tấn xuyên né tránh cả buổi, dần rơi vào hạ phong, hắn không khỏi la lên, chủ công, ngài mau triệu hóa tiểu nhân. Dương viêm trượng của giả tấn xuyên va chạm với âm nguyệt kiếm, Giả tấn xuyên rút thời gian quay đầu nhìn hắn Làm sao triệu hoán đây Mình căn bản không phải chủ nhân gì của hắn Chỉ là hắn nhận sai người mà thôi Xin gọi danh húy của tiểu nhân Gọi thêm một tiếng dưới danh nghĩa của chủ nhân toàn năng Ta hạ lệnh cho ngươi Giả tấn xuyên chấp nhận liều luôn Còn thật sự cao giọng hô theo chỉ dẫn Không ngờ Chiến thiên vốn bị trói bên cạnh thế nhưng đột nhiên nằm xuống Một con phượng hoàng bay ra khỏi người hắn chỉ thấy con phượng hoàng bay đến cạnh giả tấn xuyên dùng giọng nói thấp trầm nói chủ công thuộc hạ không làm tròn chức trách tội đáng vạn chết xem ra con phượng hoàng này là chân thân của chiến thiên lẽ nào mình thật sự là chủ công gì đó nhưng sao y không nhớ gì hết vậy vạn chết gì đó thay kệ đi mau giúp đỡ ý định của giả tấn xuyên là để chiến thiên qua giúp đỡ đấu với minh không không ngờ sau khi nó được lệnh lại bắt đầu tấn công chân chính trong điện quan hỏa thạch một đạo kim quang lóe lên, thần thú hộ thân vượng tại của chân chính xuất hiện, giao đấu với chiến thiên. Xung quanh đánh nhau hỗn loạn, giả tấn xuyên nhìn người yêu đối kháng với mình, trong mắt đầy đau thương và ái luyến. Chân chính đồ khốn kiếp. Còn nói yêu tôi. Chúng ta còn chưa bên nhau, cậu đã đánh tôi. Sau khi bên nhau rồi còn không phải cậu sẽ gia bạo với tôi sao? Cậu mau tỉnh lại cho tôi. Cậu không nhận ra tôi rồi sao? Tuy trong miệng chân chính phát ra tiếng gầm như mảnh thú, nhưng huyết quang trong mắt đã lui bớt, ánh mắt lấp lóe. Giả tấn xuyên thấy giáo dục tâm lý có hiệu quả, không khỏi vui sướng, và tăng thế công. Tuy vũ khí trong tay vẫn chống chọi với nhau, nhưng y lại kê đầu vào đầu chân chính, nói đầy tình cảm, này, một ngàn lần cậu thích tôi của cậu còn chưa nói xong đâu. Hơn nửa trước giờ đều là cậu nói với tôi, lần này để tôi nói đi. Chân chính, giả tấn xuyên tôi thích cậu, Tôi ghiêu cậu ba chữ này như một câu ma chú, động tác trên tay chân chính dừng lại, vẻ mặt ngay dại. Giả tấn xuyên dáng mặt mình qua, sau khi luyện thần công bẩm sinh hòa hợp, tâm linh của chúng ta có thể sản sinh cảm ứng. Tôi tin tim của chúng ta tương thông, cậu có thể cảm giác được không? Chân chính, mau tỉnh lại đi, tôi cần cậu, nói xong, miệng chạm vào cái miệng mọc trăng nanh của đối phương. Kỳ tích phát sinh, sương đen dần tản đi, chân chính vốn còn bị khiên hồn dẫn khống chế tâm trí lúc này răng nanh không thấy nữa hai mắt cũng phục hồi trong vắt giả tấn xuyên nhẹ tách môi ra cười nói tôi biết mà tim của chúng ta tương thông gương mặt băng sơn của chân chính cũng tan ra đúng vậy cậu nói cậu yêu tôi không được nuốt lời đâu giả tấn xuyên đỏ mặt trở về tùy cậu xử trí hiện tại chúng ta phải giải quyết ma đầu đó trước chân chính gật đầu lúc này hai người tâm ý tương thông cuối cùng cũng đạt đến cảnh giới cao nhất của bẩm sinh hòa hợp linh khí màu đỏ và màu lam dung hợp một đạo khí may mắn màu tím nâng cao tận trời bẩm sinh hòa hợp hai người được làn khí màu tím bao vây ánh sáng tím càng lúc càng sáng mọi người không thể không tạm ngừng chiến lấy tay che mắt khi mở mắt ra lần nữa chỉ thấy trên không trung có một người hắn có đôi mắt bình tĩnh của chân chính sống mũi cao nhưng lại có gương mặt cương nghị và đôi môi hơi công của giả tấn xuyên hai khí chất mâu thuẫn lại dung hợp vào nhau đó là ai hư không già la hiếu kỳ lẽ nào là con của tiểu chân tiểu giả gấu trúc không đầu không đuôi nói một câu như thế nói gì đó con họ có thể lớn nhanh như thế sao vườn tài mở miệng là không buông tha cho ai rõ ràng chính là hợp thể trong truyền thuyết sa phin bổ sung đây chính là trạng thái cuối cùng của thần công bẩm sinh hòa hợp Tuy thần công này là do nó dạy cho chân chính và giả tấn xuyên, nhưng Thanh Miêu cũng chưa từng thấy trạng thái cuối cùng của thần công. Có lẽ nên nói, đến nay vẫn chưa có ai luyện thành. Người trên cao lúc này mở miệng nói, "Ma đầu, hôm nay là ngày chết của ngươi." Âm thanh đó rất kỳ quái, tuy là một người nói, nhưng lại như có hai thanh tuyến, giống như hai người cùng thốt lên. Hừ. Vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. Minh Không tuy vẫn luôn bị vợ chồng Phổ Đà Thiên Tôn và một đám thiên binh thiên tướng vây công, nhưng vẫn chưa xuất ra thực lực chân chính. Hắn la lớn, mà môn đại khai. Chỉ thấy bầu trời vốn mông lung đột nhiên xuất hiện một hố đen. Minh Không nhảy vọt lên, chui vào hố đen. Chúng thiên binh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không dám hành động tùy tiện. Lúc này, chân chính và giả tấn xuyên sau khi hợp thể dẫn dầu đi vào theo. Cảnh dương mệnh lệnh, còn nhìn gì nữa? đuổi theo đại đội nhân mã cũng đuổi theo thượng cổ ma thần thiên nhiếp tuy đã hấp thu oán khí trong bán kính trăm dặm nhưng lúc này vẫn chưa thành hình không có hình thái cụ thể vẫn là một vùng sương đen khi mọi người đuổi đến đúng lúc thấy minh không nhảy lên chui vào trong vùng sương đen đó lẽ nào hắn cùng đường rồi muốn lấy thân hiến tế cho đại ma thần chim na đã bị trói nhưng vẫn cao ngạo tự đại hắn cười cùng vọng ha ha các ngươi cho rằng hắn sẽ bị thiên nhiếp dung hợp sao hừ cuối cùng là ai khống chế ai còn không nhất định đâu hắn nhất định có thể điều khiển sức mạnh của ma thần lại là một ánh mắt cuồng nhiệt chìm vào điên cuồng trong lúc nói sương đen bắt đầu ngưng tụ lại dần hình thành một bóng người màu đen nhưng người đó không có ngũ quan và tứ chi chỉ có đầu và bóng dáng mơ hồ quán khí vây xung quanh hắn còn nặng hơn vừa rồi áp bức khiến người khác thở không nổi ha 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 Bảo bối ngươi nói đúng, ta đã sai khiến được sức mạnh của ma thần. Ta chính là ma thần, ma thần chính là ta, ngữ khí cùng vọng đó, không phải minh không thì là ai. Đôi mắt lạnh nhạt nhìn bóng đen đó, vậy càng tốt, có thể bớt chuyện, có thể cùng lúc tiêu diệt hai mối họa này, chân chính và giả tấn xuyên phát động linh lực, đồng thời sa phin và hiểu giả bách quỷ cũng bắt đầu niệm chú. Sát phá lan cùng dẫn phát linh lực, hiệu quả đó thật sự như bom nguyên tử, ánh sáng và khí lưu cường liệt nổ ra tung tóe nhất thời thiên hôn địa ám các bay đá chạy mọi người bị sức mạnh to lớn chấn cho không thể động đậy chỉ có thể trân mắt nhìn mình bị khí lưu đẩy đi đụng vào kiến trúc xung quanh mà ánh sáng và khí lưu mạnh mẽ đó dần hội tụ vào nhau chính diện giao phong với oán khí cường đại của minh không nếu lúc này có người ngẩng đầu nhìn lên trời sẽ thấy một cột sáng cùng một vòi rồng đen đang cuốn lấy nhau rầm 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 tiếng thứ gì đó nổ. Trước khi ý thức mọi người biến mất, vẫn chưa thể làm rõ, rốt cuộc là thánh quang đánh bại oán khí. Hay oán khí áp đảo thánh quang? Phi. Phi. Phi, giả tấn xuyên chui ra khỏi mớ ngói vụn, phun đất khỏi mồm. Rốt, rốt cuộc là chuyện gì? Hiện tại sao rồi? Chúng ta thắng rồi, gấu trúc tuy biến về nguyên hình vào thời khắc máu chốt, thân thể mập mạp chắn được phần lớn lực xung kích, nhưng vẫn bị thương không nhẹ, nó chống cái đầu choáng váng nói. Đúng vậy, các ngươi thắng rồi, trên không trung truyền đến âm thanh hưng phấn. Giả tấn xuyên nghe thế ngẩng đầu, âm thanh kích động cao tám độ đó không phải là. Các bạn khán giả trước màn hình. Tuy vừa rồi vì các vị tuyển thủ bạo phát linh lực quá lớn, chúng ta không thấy được gì. Nhưng không sao, chúng tôi đã quay lại được khoảng khắc đặc sắc đó rồi. Ma vương minh không và thượng cổ ma thần thiên nhiếp mà hắn phụ thuộc đều đã bị tiêu diệt chúng ta không cần sợ sương đen nuốt người nữa. Chúng ta hãy cảm tạ đại anh hùng của nhân dân, bốn tuyển thủ chân chính, giả tấn xuyên, sa phin, hiểu giả bách quỷ. Chúc mừng các người đã đạt được quán quân của vòng thi đấu này, quả nhiên, không biết từ lúc nào, Huyền Thiên và tổ quay phim của đài truyền hình Linh Động Lực đã cưỡi phi thuyền bắt đầu quay trộm. Mẹ! Nếu vẫn luôn ở đây, vừa rồi sao không xuống giúp đỡ? Đợi một chút, ta cũng có giúp đỡ, tại sao không tính ta, Hư không già la đầy bất mãn. A à, vì cuối cùng là bốn người họ cùng hợp sức, cho nên trọng tài phán là do họ thắng. Huyền Thiên vừa lau mồ hôi vừa giải thích. Thân ái bỏ đi. Quán quân gì đó chẳng qua chỉ là hư danh. Tư Thủy Thần tộc chúng ta đã bị phá hoại không ra gì rồi. Ngươi phải tuân thủ lời hứa lấy ta đó. Ta đã không còn nhà để về rồi. Thương Lan giả đáng thương. Hư, hư không già la cũng không thật sự tính toán những hư danh đó. Dù sao cậu tham gia thi đấu mục đích chẳng qua là muốn tìm người cha đã mất tích nhiều năm Nếu hiện tại đã tìm được rồi, vậy việc khác cũng không quan trọng nữa Nhưng, kết hôn, cậu nhìn Thương Lan vẫn đang giả đáng thương Trừng đôi mắt chó con vô tội bên cạnh Thôi vậy, đậu gia cậu cũng không định về nữa Nơi băng lạnh hoàn toàn không có tự do đó Cậu không muốn ở nữa Dứt khoát theo con để nước này tạo một gia đình đi Dù sao con cũng có rồi Mặc dù, con đĩa nước không xứng với mình Nhưng dù sao mẫu bằng tử quý vậy Giả tấn xuyên hiền lành lấy áo thấm nước lau mặt cho chân chính Coi cậu này, mặt đầy đất cát Lớn thế rồi, cũng không biết lo cho mình Chân chính rất hưởng thụ Phối hợp y xoay mặt qua loại Để giả tấn xuyên lau cho sạch Có cậu mà, ngữ khí này Khiến sa phin và gấu trúc bên cạnh không khỏi rùng mình Băng sơn làm nũng Còn ra thể thống gì Vậy thì, hiện tại chúng ta hãy phỏng vấn các vị quán quân Hiện tại họ có cảm tưởng gì? Trước phỏng vấn tuyển thủ giả tấn xuyên đi. Cái gì? Cảm tưởng? Tôi muốn về ngủ, còn nữa, nhà tôi đã rất lâu không có ai ở, khẳng định rất bẩn, về nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ. Ồ, còn nữa, sắp đến mùa thu rồi, phải bắt đầu chuẩn bị đồ khô, mau về chuẩn bị thôi. Giả tấn xuyên không ngừng lãi nhảy huyền thiên vội ra hiệu thợ quay phim chuyển ống kính đi, a à, ha ha, tuyển thủ giả tấn xuyên thật là rất yêu cuộc sống vậy chúng ta hãy đi phóng vấn tuyển thủ chân chính xem cảm tưởng trường học rất lâu không đi rồi không biết có bị đuổi việc không nữa ngữ điều không có chút nhấp nhô a à, còn nữa không đối phương trầm mặt một trận được rồi chúng tôi hiểu rồi safin cảm tưởng đương nhiên là mau về kết hôn với tiểu khả ái nhà ta đã chuẩn bị xong rồi hiểu già bách quỷ về luyện công nếu không sẽ bị tên đó đuổi kịp Huyền Thiên cuối cùng cũng tìm được vấn đề có hứng, tên đó. Ai? Ý? Ý? Tuyển thủ hiểu giả bách quỷ, ngươi đừng đi mà, còn chưa phỏng vấn xong. Trên đường về, thiên đế và thiên hậu nắm tay nhau, thông qua cầu thủy tinh của cảnh dương, nói với mọi người, kỳ hẹn ngàn năm đã qua, sát phá lan tam tinh đã chứng minh, các ngươi không phải là nguồn gốc hỗn loạn của thiên hạ, hơn nữa còn cứu thiên hạ thương sinh. Trẫm đã thương lượng với đầu lĩnh các giới, các ngươi có thể trở về vị trí cũ, hồi phục chức thần thiên đế đang cảm động lòng dạ trọng lượng của mình, lại phát hiện, căn bản không có người nghe mình nói, chỉ lo khanh khanh ta ta, không khỏi nổi cơn thịnh nộ, này, ta còn chưa nói xong đó, này, các ngươi, đồ khốn kiếp. Một năm sau, vượng tài, mày đừng trêu chọc chiến thiên nữa, giả tấn xuyên vừa lo thịt bò hầm trong nồi, còn phải rút thời gian để dạy bảo nhóc con không hiểu chuyện bên ngoài. Ta không có mà, ta mổ trận cho nó mà, vượng tài vẻ mặt vô tội. Mày cho rằng người ta là mày sao, bẩn như thế, không thích tắm. Lại nói, tụi bay không phải là khỉ. Nếu để tao thấy mày nhổ lông nó nữa, Giáng sinh năm nay tao sẽ nấu mày thành gà nướng. Ngươi mới là gà nướng. Cả ngươi ngươi đều là gà nướng. Dinh dông, chuông cửa vang lên. Chân chính, ra mở cửa, dạ tấn xuyên thò đầu khỏi nhà bếp. Chân chính đặt báo xuống, chậm rãi ra cửa hắn rất vừa lòng với cuộc sống hiện tại có vợ có con cả nhà hòa thuận vui vẻ đương nhiên cãi nhau cũng là một phương thức giao lưu tình cảm tiện nhân đó hắn lừa ta hắn lại lừa ta cửa vừa mở ra hư không già la liền lao vào cũng bất kể giả tấn xuyên đang làm cơm kéo y kể khổ từ sau khi kết hôn với thương lan tuy hai người sống ở lãnh đại đã xây lại của tư thủy thần tộc nhưng cậu đã xem nơi này thành nhà mẹ đẻ của mình chỉ cần vợ chồng có chút chuyện không vui liền chạy về oán trách với anh hai của mình giả tấn xuyên dứt khoát tắt lửa lấy tạp về lau tay lại sao rồi hai vợ chồng này cũng thật là ba ngày cãi lớn hai ngày cãi nhỏ có ngán không vậy hư không già la mở tủ lạnh lấy một bình nước lạnh rót vào miệng muốn khiến nước lạnh dập tắt được cơn giận trong lòng lần trước khán giả mang thai bức ta kết hôn ta đại nhân không tính toán kẻ tiểu nhân đã tha thứ cho hắn lần này hắn lại bày kế làm ta có thai hư không già la ta dễ ức hiếp lắm sao ta muốn ly hôn với hắn ta với hắn thề không đứng chung đường cái gì cậu có rồi vậy cậu còn uống đồ lạnh nói xong thu hồi đồ lạnh trong tay cậu hư không già la tức giận nói ta mới không muốn sinh còn nít có gì tốt ta muốn bỏ nó Giả Tấn Xuyên đang muốn giáo dục cậu, lúc này chuông cửa lại vang lên. Giả Tấn Xuyên thò đầu nhìn ra, thì ra là gấu trúc, nó đẩy xe con nít đi vào. Tiểu giả, tôi đến chơi, vẫn là nụ cười hàm hậu đó. Hư không già la xong qua, ối ia, à, các tiểu bảo bối, có nhớ chú không, vừa rồi còn nói con nít không tốt, lúc này trêu con nít nhà người ta lại rất vui vẻ. Gấu trúc sinh một cặp song sinh, một cục lông tròn, khỏi nói có bao nhiêu đáng yêu. Đừng đụng bừa bảo bối nhà ta, Sa Phin đi vào sau đó, đánh văng vuốt sói muốn bóp mặt con trai mình. Hư không già la chép miệng, nhỏ nhen, không cho thì thôi, ta không biết tự sinh một đứa để chơi à. Chuông cửa lại vang lên, lần này là thương lan, thân ái, đừng tức giận. Theo ta về đi, không phải ngươi nói muốn có con sao, hắn hạ giọng khẩn cầu. Hư, ta muốn có con, nhưng không nói do ta sinh, nghiêng đầu đi. Về với ta trước đã, về rồi chúng ta sẽ thương lượng lại Hiện tại ngươi có thai rồi Phải cẩn thận mọi lúc Ta không ở bên cạnh chăm sóc sẽ không yên tâm Ta không về Ta muốn sống ở đây luôn Gấu trúc lúc này cũng chen vào Đúng rồi, tiểu giả Chúng tôi lần này đến bù vào tháng trăng mật Dự định đến nhân giới chơi vài tháng Cho nên muốn ở chỗ cậu Chuông cửa lại vang lên Lần này là hiểu giả bách quỷ Tiểu giả, ta có hẹn người thi đấu Ở nhân giới, muốn đến chỗ các ngươi chưa nói xong, đã nghe thấy tiếng báo bị xé cái rẹt, chân chính không thể nhịn được nữa, các người cút hết cho tôi, giấc mộng gia đình nhỏ ấm áp của hắn, lẽ nào cả đời cũng không thể trở thành hiện thực được sao? Hết chính văn. Phiên ngoại một gấu trúc xuất giá. Thật không dám tin, thời buổi này còn có chuyện hôn nhân sắp đặt. Mấy hôm trước, gấu mẹ vui vẻ thỏa mãn nhận xính lễ của lão Long Vương, không nói hai lời lệnh đóng gói con trai mình đưa đi gấu trúc nhìn bộ áo cưới trên người, cái này còn ra gì nữa? Một tráng nam mặc áo cưới bằng lụa trắng, cảnh này có bao nhiêu kinh người hả? Ta không muốn kết hôn, nó buồn bực kéo áo, hung tợn ném xuống đất. Tiểu khả ái, lại sao nữa rồi, Sa Phin lập tức qua dỗ gấu. Ta không mặc áo cưới. Còn nữa, tại sao ta là tân nương? Ái cha, tiểu khả ai lại phát tác chứng sợ hãi tiền hôn nhân rồi. Nhưng, chỉ cần nó không hối hôn là được chính vì cái này à vậy có gì đâu chứ ta mặc áo cưới cũng dược safin không sao cả nói thật sao gấu trúc hồ nghi nhìn hắn tên lưu manh long này mỗi lần đều cho làm mình dễ lừa tùy tiện ứng phó cho xong nó thật không thích ngữ khí dỗ trẻ con của tên này à ngươi coi thân hình của ta mặc áo cưới không mấy thích hợp đi tuy không cường tráng như lúc gấu trúc hóa thành hình người nhưng hắn cũng sắp cao một mét chín mặc áo cưới còn ra cái gì nữa gấu trúc nói, vậy được, như vậy chúng ta khỏi kết hôn đi, đúng lúc có lý do để hối hôn. Sa phim nghiến răng, ta mặc. Tân lan tân nương ra rồi, ngoài hoàng cung núi người biển người, toàn là mọi người vây xem. Ai là cửu vương tử? Cái này ngươi cũng không nhìn ra sao? Cửu vương tử chính là người tóc vàng mắt xanh, mặc âu phục trắng đó. Vậy vương phi đang ở đâu? Người mặc âu phục đen bên cạnh thì phải nghe nói Vương Phi là nam. Người mặt thối như dẫm phải phân đó hả? Không phải chứ. Hắn nào giống kết hôn, căn bản là đi đưa linh cửu, tên lưu manh chết tiệt, lại gạt mình. Rõ ràng đã đồng ý sẽ mặc áo cưới, đến cuối cùng lại đổi thành mặt âu phục trắng. Gấu trúc tức giận cao móng tay. Sa phim vẽ mặt sắc mê nhìn nó. Tiểu khả ái tức giận rất manh, đặc biệt là cái má phòng lên kia, chật chật chật, thật ngon miệng. Này, nước miếng chảy ra rồi kìa. phù dâu giả tấn xuyên hảo tâm nhắc nhở vị vương tử vẻ mặt như heo kia. mục sư đẩy cặp kính, đọc lời thề hôn lễ, xin hỏi vương tử safin idasusis, xin hỏi ngài nguyện ý lấy vị tiên sinh bên cạnh làm vợ ngài, bảo hộ hắn, yêu thương hắn. đợi một chút, gấu trúc ngắt lời mục sư, tôi mới là tân Lan. mục sư nghe thế, mắt kính trượt xuống sống mũi, không phải chứ? cửu vương tử thế nhưng là tân nương ông khó xử nhìn sa phiên cứ nói theo hắn đi sợ gấu trúc đào hôn tân nương thì tân nương vậy không phải chỉ là cái xưng hô thôi sao cứ giữ người chặt trong tay trước đã mục sư chỉ đành lặp lại tiên sinh viagra nguyện ý lấy vị tiên sinh bên cạnh ngài làm thê tử bảo vệ hắn thương yêu hắn bất kể giàu nghèo phú quý cho đến vĩnh viễn không gấu trúc thỏa mãn dường như chiếm được tiện nghi lớn lập tức giành đáp ta nguyện ý. Xin hỏi, vương tử Safin Idasusis, ngài. Mục sư còn chưa nói xong, Safin đã cấp bách đáp, ta nguyện ý. Chưa từng thấy cặp tân nhân nào nông nóng thế này, mục sư bất đắc dĩ tuyên bố tiếp, người có thể hôn tân. Lần này vẫn không để mục sư nói xong, Safin đã ôm gấu trúc, dán lên môi gấu trúc. Mẹ ơi, cuối cùng hắn cũng hôn được rồi. Hắn dầm ngó môi gấu trúc đã rất lâu rồi. Không ngờ Safin là tân nương, giả tấn xuyên thật sự kinh ngạc. Chân chính quay đầu, ngữ khí nghiêm túc, nếu cậu nguyện ý kết hôn với tôi, tôi cũng có thể làm tân nương. Này, gần đây cậu nói chuyện càng lúc càng rùng mình đó, tuy là nói thế, nhưng mặt giả tấn xuyên đã đỏ lên, khóe miệng cũng cong lên. Một đám ngu ngốc, hư không già la chép miệng, hôn lễ này căn bản là một trò kịch náo. Có quan hệ gì đâu. Hai người chỉ cần hạnh phúc là được rồi Thương Lan mặc áo rộng thùng thình Bụng hơi nhô lên Hơn nữa Xem ra tà long đó đã cho gấu ngốc uống dục thần tuyền thủy rồi Thực tế ai là thê tử Mọi người đều biết rõ Đang nói thế Tân Lan Tân Nương đã ngồi lên xe hoa Mọi người vây xem cũng chạy theo xe hoa Hai người bị dòng người xô đẩy Hư không già la không thể không dựng lên kết giới trong suốt Ngăn cách họ với dòng người Bảo ngươi đừng đến Lại cứ không nghe lại không phải không biết mình hiện tại đang có thai Tuy oán trách Nhưng cậu vẫn quan tâm nhìn xem Thương Lan có bị đụng đến không Ta không sao Thương Lan chảy mồ hôi Tuy rất hưởng thụ người yêu quan tâm Nhưng bụng thì vạn lần không thể bị người yêu chạm đến Nếu không sẽ bị vạch trần Bên trong căn bản không có hài tử Chẳng qua là một hắn rót vào một đạo linh khí mà thôi Hắn vẫn không dám nói với người yêu Hắn căn bản không mang thai Hắn thực sự luyến tiếc cuộc sống được người yêu quan tâm bảo vệ này Thật là vừa đau khổ vừa khoái lạc, thật khó chịu. Trên giường lớn hoa lệ có treo màn màu phấn hồng, một cặp tân nhân đang ngồi đối kháng, bà xã, xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Đến đi, sắc long nói, đã cởi sạch bản thân. Ai là bà xã của ngươi? Rõ ràng ta mới là tân lan, gấu trúc lấy chăn bọc mình thật kín. Chỉ lộ ra đôi mắt. Được rồi, ông xã. Ta muốn, Ngươi phải thỏa mãn người ta chứ Nói xong Sa phim giả đò xấu hổ ném mị nhãn Gấu trúc trùng mình Này, trễ lắm rồi Ngủ, ngủ đi Đúng vậy, chúng ta hiện tại chính là chuẩn bị ngủ mà Không hổ là tà lông, cười rất tà Ta nói ngủ đơn thuần Đêm dài vô tâm ngủ a, à, thân ái Chúng ta đừng chậm trễ Nói xong, rồng đói nhào lên Đè gấu trúc xuống Gấu trúc không còn chỗ trốn Hoảng loạn biến về nguyên hình chỉ thấy cái mông trắng đầy lông lộ ra ngoài chăn, run run rẩy rẩy. Ngao, sắc lông lập tức hóa thành sắc lan. Tiểu khả ái, ngươi cho rằng biến về nguyên hình ta sẽ không hạ thủ được sao? Không sao, ta cũng có thể biến về nguyên hình, làm với ngươi. Như vậy sẽ có tình thú khác. Gấu trúc nghe thế, vậy còn được sao? Nguyên hình của Safin là một con ác long to lớn. Nếu để tên này cùng với mình, trời ơi! Tuyệt đối là bạo cúc trong truyền thuyết luôn. Nó giật bắn, lập tức hóa về nhân hình. Như vậy mới ngoan chứ, sớm như vậy không phải được rồi sao, nói xong, hắn nhanh chóng lột chăn đang bọc đối phương. Làn da màu mật khỏe mạnh của gấu trúc hoàn toàn lộ ra. Ánh mắt trục trè, phối hợp với lỗ tai tròn màu đen nhẹ rung, khiến Safin không những lập tức nhất trụ kình thiên, mà còn sắp một bước lên trời. Tiểu khả ái vừa miệng thế này, nên bắt đầu hạ khẩu từ đâu mới tốt đây không cần nghĩ cũng biết, người yêu của mình tuyệt đối là chồi non. Đối phó với gấu tơ thế này, phương pháp nhanh chóng hiệu quả là để cho gấu trúc ăn rồi biết mùi, lần đầu nếm mây mưa, đã được trải nghiệm khoái cảm vô thượng. Nếu cùng là nam nhân, đương nhiên hiểu rõ điểm mẫn cảm của đối phương. Safin đẩy gấu trúc lên giường, hai chân mở rộng, cưỡi ngồi trên eo gấu trúc. Hắn đưa tay, tháo sợi dây vẫn buộc tóc nãy giờ. Mái tóc dài màu vàng tuôn xuống như thác hắn nhẹ cười dưới ánh đèn hôn ám đôi mắt như hoa đào lấp lánh ánh sáng đường nét tuấn mỹ được phủ lên sắc vàng trông càng thêm phong tình yêu dị gấu trúc nhìn ngẩn ra không khỏi nhúc nhích cổ họng nuốt nước miếng sa cúi đầu ngậm đôi môi đối phương đầu tiên là đưa lưỡi ra nếm thử nhẹ liếm nhẹ mút đợi gấu trúc ý loạn tình mê không tự chủ mở miệng ra hắn mới thò lưỡi vào tùy ý trêu chọc bên trong khiến gấu trúc thần hồn điên đảo không khỏi ngâm nga liên hồi. Đòi mạng hơn nữa là, tóc của đối phương rơi đúng lên đầu nhũ, theo động tác của đối phương, chật nặng chật nhẹ, như có như không ma sát, khuấy động điểm nổi lên trước ngực. Nó không biết, thì ra đầu nhũ của nam nhân cũng là chỗ mẫn cảm, bị tóc trêu chọc như thế, nó cảm thấy hạ thân mình đã hưng phấn bừng bừng rồi. Khi gấu trúc thở phì phò hoàng hồn lại, đã phát hiện hai chân mình bị đối phương gác lên vai. Mà Safin đang vùi đầu xuống hạ thân nó, đang muốn hỏi hắn muốn làm gì không ngờ từ phân thân truyền đến xúc cảm ẩm ướt đó là nơi chỉ có nó từng sờ qua thế nhưng bị đối phương ngậm trong miệng bất kể là cảm giác khẩn cấp khi bị hút hay đầu lưỡi liếm duyện bên trong thậm chí đối phương nhẹ gầm cắn đều có thể khiến nó không khỏi rên rỉ ưm ừ a à. trời ơi đây là âm thanh của mình sao nó thế nhưng lại có âm thanh thế này thật là xấu hổ muốn chết không được rồi có thứ gì đó muốn bùng phát, nó sắp. Nó vội đẩy Safin ra, không ngờ ngay khi miệng đối phương rời ra, nó đã bắn ra, bạch trọc dính lên gương mặt tuấn mỹ của đối phương. Ta, ta lau cho ngươi, gấu trúc vội ngồi dậy, nhưng lại bị Safin ép về, ngã xuống giường. Chỉ thấy Safin dùng ngón tay chấm dịch thể trên mặt, sau đó ngậm vào miệng. Đầu lưỡi phấn hồng liếm mút ngón tay, thực đủ sắc tình, lại còn mị hoặc. Hơn nữa nghĩ đến thứ trong miệng hắn là thứ mình vừa bắn ra, Gấu trúc bi ai phát hiện, nó lại lần nữa đứng lên. Ha ha, tốt lắm, thân ái, ta rất cao hứng khi mình có thể khiến ngươi có tình thú như thế, mắt hoa đào cười vui sướng. Vừa rồi thoải mái chứ, hử, thấp giọng nói đầy sắc tình bên tai đối phương. Gấu trúc đỏ mặt, thành thật gật đầu. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm chuyện càng thoải mái hơn, được không? Vẫn là giọng nói thấp trầm mê hoặc lòng người đó. Nó như chúng ta, không kìm được gật đầu. Safin phát hiện đầu nhũ của người yêu cũng là điểm mẫn cảm hắn không ngừng xoa nắng trêu đùa điểm nổi lên trước ngực đối phương một tay thấm dịch bôi trơn chậm rãi khai phá nơi bí ẩn kia gấu trúc cảm thấy ở sau không thích hợp nhưng lại không thấy đâu cho nên nó không ngăn cản đối phương tìm tòi trong cơ thể khi ngón tay đối phương rút ra mặt sau của nó thậm chí cảm thấy có hơi trống rỗng hai chân không khỏi kẹp chặt cứ như muốn níu giữ sự xâm lấn của đối phương saphin cười tà đừng gấp thân ái, lập tức sẽ cho ngươi. Cho ta. Cho ta cái gì? Gấu trúc sớm đã trầm mê trong biển dục. Khi nó cuối cùng cũng nhìn rõ, đối phương muốn cho mình cái gì, không khỏi kêu thảm ta, một tiếng. Tiếc rằng đã quá muộn, lòng căng cự đại của Safin đã chui vào động, gạo nấu thành cơm. Thân ái, đến một lần nữa đi. Ha! Ác long là tượng trưng của tà niệm và dục. Long tộc của họ có năng lực ở mặt này rất mạnh, sao có thể một lần đã thỏa mãn? Cái gì? Ta không muốn nữa. Ta sẽ chết, gấu trúc nước mắt lưng trong. Nhưng, mặt sau của ngươi cũng sướng mà, ngươi kêu tiêu hồn như thế chiếu bộ. Ngươi câm miệng cho ta, chân gấu chắc nịch đá ra, sắc lông bị đá lăn xuống giường. Nhưng, thân ái, ta còn muốn nếm thử một trăm cách ăn gấu trúc mà. Một trăm cách, gấu trúc bị dọa không nhẹ, hai mắt trợn ngược, hôn mê. Bảy tháng sau, Cùng một tiếng qua, cao xa, một đôi tiểu long miêu ra đời. Anh trai là một con gấu trúc có một cánh tà lông, mà em trai là một con tà lông màu đen có mọc lỗ tai gấu. Tuy gấu trúc mới ra đời không khác gì chuột, nhưng tiểu long trông lại giống như thằng lặng, có điều trong mắt Safin, hai anh em này chính là hai đứa trẻ đáng yêu nhất thế giới. Hắn cả ngày đến tối cứ cười ngốc, có con vạn sự toàn. Nhưng, khi con trưởng thành rồi, bắt đầu không dính hắn nữa, hắn lại có mơ ước mới. Thân ái, chúng ta sinh một đứa con gái đi, gấu trúc mặt váy, manh cỡ nào chứ? Kết hôn với tà long này nhiều năm, gấu trúc sớm đã biết cách ứng phó đối phương. Hừ, nếu ngươi có thể tháo hết hình ta dán trên tường phòng, ta có thể suy nghĩ. Ngươi biết, bị nhiều cặp mắt nhìn như thế, ta luôn cảm thấy quái lạ, không dậy nổi hứng, nói xong quay đầu bỏ đi. À, vậy là lấy mạng ta đó. Thân ái, đừng đi mà người suy nghĩ thêm đi mà thân ái phiên ngoại hai phiền não của anh em song sinh tiên sinh viagra tiểu thiếu gia nai lại không muốn đi học rồi quản gia bất đắc dĩ báo cáo với gấu trúc con trai bảo bối của hắn lại bắt đầu cự tuyệt đi học thở dài gấu trúc chỉ đành qua đó coi cặp song sinh này giống hệt ba chúng đều không để cho người ta yên tâm bình thường con cháu quý tộc đều có thầy giáo gia đình riêng biệt nhưng gấu trúc vẫn luôn yêu thích cuộc sống vườn trường Đáng tiếc hắn đã quá tuổi đi học, vô duyên với trường học, nhưng hắn muốn để con mình có thể trải nghiệm lạc thú đó, cho nên họ không mời thầy giáo riêng, mà để hai tiểu, Long Miêu, đến trường học. Hai đứa con đến nay đã 10 tuổi rồi. Đứa lớn nít hàm hậu đáng yêu, vô cùng dễ thương, miệng cũng rất ngọt, là học sinh ngoan trong mắt thầy cô, là đứa trẻ ngoan trong miệng hàng xóm. Nhưng lại là đứa tinh nghịch ngầm, nhiều trò quỷ nhất. Mà con nhỏ nay lại rất nội hướng, cũng không thích chơi với đứa trẻ khác. Gần đây còn bắt đầu ghét đi học, sống chết không chịu đến trường. Này, quản gia quyết nói con lại không muốn đến trường, phải không? Tiểu Long ngồi trên bệ cửa sổ xem sách, lúc này mới phát hiện cha đã đến bên cạnh. Vội ngẩng đầu ngoan ngoãn gọi, cha. Con nhỏ tuy nội hướng chút, nhưng nói thật, so với con lớn, ngoại hình lanh lợi, trong nội tâm trò quỷ một đống, hắn thương đứa nhỏ hơn một chút dù sao đứa nhỏ mới là đứa trẻ ngoan chân chính. Hắn tự ái vuốt cái đầu phủ đầy vẫy đen của con, tại sao không muốn đến trường? Này cúi đầu, không nói tiếng nào. Gấu trúc bất đắc dĩ thở dài, được rồi, cha sẽ bảo quản gia quyết xin xin nghỉ cho con. Tiểu Long ngẩng mặt lên, con mắt tròn vo đầy nước, cảm ơn cha, cũng giúp con cảm ơn quản gia quyết xin. Gấu trúc bị manh, ông con nhỏ lên. Hai tử thật ngoan, sao lại nội hướng như thế chứ? Nay từ nhỏ đã bắt đầu rất tự ti, tuy cha luôn nói nó là một con hắc lông rất xinh đẹp. Nhưng nó lại có hai lỗ tai tròn màu đen. Các bạn học trong trường lông tộc đều coi nó là dị loại, không những bài xích nó, còn ở sau lưng nó gọi nó là quái thai. Mà hai tử tộc khác lại cảm thấy nó là ác lông, không muốn chơi với nó. Nó biết mình có tướng mạo kỳ quái, tuy anh trai nít cũng có tướng mạo không giống lông tộc bình thường, mà giống với ngoại hình gấu trúc của cha nhưng mọi người gặp hắn luôn khen thật khả ái mọi người đều thích hắn ngay cả ba yêu gấu thành si rõ ràng cũng thích anh hơn tối qua khi học thể dục thầy bảo hai học sinh tạo thành tổ cùng vận động thả lỏng nhưng mọi người đều không muốn ghép tổ với nó nó chỉ có thể một mình lặng lẽ làm động tác thả lỏng ở góc quả nhiên mọi người đều không thích nó này quỷ thích khóc sao em lại trốn học đột nhiên cửa sổ bị mở ra nay quay đầu nhìn thì ra là anh trai miết đang vỗ đôi cánh đen bay vào anh lại có người ăn hiếp em hả nít hạ xuống bên cạnh em trai không phải anh anh lại trốn học cái gì không phải hôm qua khi em học thể dục anh thấy hết qua cửa sổ phòng học rồi mấy đứa đó anh đi giúp em giáo huấn chúng một trận còn nữa anh không trốn học anh có xin cô rồi nếu ngày mai cô có hỏi em nhớ nói với cô hôm nay anh bị bệnh Từng nai cuối cái đầu màu đen. Mỗi lần, nó bị ăn hiếp, đều là anh ra mặt giúp nó. Tuy biết đây là anh bảo vệ nó, nhưng lại khiến nó càng thêm tự ti. Rõ ràng là sinh đôi, nhưng anh bất kể chỗ nào cũng đều tốt hơn nó. Được rồi, đừng ủ rũ nữa. Nay nhà chúng ta là tiểu long xinh đẹp nhất, khả ái nhất toàn thế giới. Là những tên đó không hiểu thưởng thức, nói xong cầm vuốt nhỏ của em trai, đi, anh dẫn em đi xem trò vui. Nhìn vẻ mặt cười gian của anh trai, nài có chút hoang mang. Nhưng, từ nhỏ nó đã rất nghe lời anh trai, lần này cũng không ngoại lệ, nó ngoan ngoãn để Nít dẫn nó đến tẩm điện của các cha. Ngươi, ngươi đồ sắc lông, ban ngày ban mặt đã thế, gấu trúc vốn định gọi Sa Phin thức dậy, không ngờ vừa lại gần giường, đã bị đối phương kéo xuống, còn lăn vào trong ổ chăn. Sa Phin không cho gấu trúc cơ hội chữ mắng tiếp, lập tức dùng môi chặn lấy cái miệng lãi nhãi không dứt sắc lông chính là sắc lông, ngay cả hôn cũng mang tính chiếm đoạt như thế. Gấu trúc bị hôn đến thở phì phò, thở dốc liên hồi. Đầu lưỡi cố chấp cuốn lấy, dảo lộng. Khi hắn cho rằng mình sắp nghẹt thở tới nơi, phốc một tiếng, đối phương cuối cùng bỏ qua cho đôi môi bị chà đạp tàn phá. Sa phim túng tay gấu trúc, để xuống dưới khố mình, nơi đó đã cứng như thép. Đều do tối qua ngươi nói bọn tiểu quỷ ở sát bên Ngươi không muốn cho ta Hiện tại chúng đều đi học rồi chúng ta liền, hê hê, nói xong, hắn đẩy gấu trúc ngã xuống. Gương mặt màu mạch của gấu trúc đỏ lên xấu hổ, ngươi, ngươi, hắn không biết nên phản bác thế nào, nói thật, thật ra hắn cũng rất muốn. Từ sau khi kết hôn, thường nếm tư vị mây mưa, hắn giống như tất cả người trẻ tuổi đã nếm trái cấm, muốn ngừng không được. Hơn nữa, sau khi sinh con, thân thể hắn càng thêm mẫn cảm, khiến hắn không khỏi cảm thấy xấu hổ, mình thật quá đản. Được không? Cho ta đi, Ha, Safin nhẹ thầm thì bên tai. Gấu trúc nhìn đôi mắt nhu tình của hắn, như bị mê hoặc, không khỏi gật đầu. Đợi khi hoàng hồn lại, mình đã không còn miếng vải, toàn thân xích lõa nằm trên giường, hai chân bị tách rộng ra, gác lên vai Safin. Càng khiến hắn xấu hổ hơn là, Safin đang mút liếm hậu huyệt của mình. Đầu lưỡi linh hoạt, trơn trật như rắn đó xoay vòng quanh nếp nhăn ở hậu huyệt, đợi khi hậu huyệt vì khoái cảm mà khép mở không ngừng, liền thò vào, đảo lộn bên trong. Tưng A, à, bất kể khoái cảm dính nị được liếm mút ở hậu huyệt, hay hơi thở ở chỗ hai viên tròn mà Sa Phin phả ra, đều khiến hắn không kìm được tiếng trên rỉ, phân thân lập tức bừng bừng hứng thú. Bụng dưới trào lên hơi nóng, xông thẳng đến lối ra. Sa rút lưỡi ra, ừm, vị đạo rất tốt. Thân ái, mật dịch của ngươi thật ngọt, nói xong, hắn còn hồi vị nuốt nước miếng. Ngôn ngữ bẩn thiểu này, còn có cổ họng nhúc nhích gợi cảm, đều khiến mặt gấu trúc càng thêm đỏ. Cảm giác xấu hổ cường liệt khiến hắn không khỏi lấy tay che mặt. Sa Phin cười ta, che cái gì chứ? Ta thích nhất là bộ dáng sắc tình của ngươi, nói xong ông gấu trúc lên, hậu huyệt nhắm đúng vào phân thân của mình, chậm rãi chen vào hậu huyệt không ngừng khép mở đang chờ đợi mình xâm nhập. Tưng hậu huyệt trống rỗng cuối cùng được lắp đầy, gấu trúc phả ra tiếng trên thỏa mãn. Ha, nhóc con cao hứng như thế sao? Mới vừa vào đã muốn bùng phát rồi thật ra ngươi rất muốn đúng không? Gấu trúc thẹn quá hóa giận, trừng sắc lông một cái. Thân ái, ngươi đừng nhìn ta như thế, ngươi làm vậy càng mê người hơn thôi. Đến đi, nói ngươi muốn, ta sẽ bắt đầu động, sa phim dụ dỗ bên tai. Ta, ta mới không muốn, cự tuyệt hoàn toàn không có khí thế, vừa nhìn đã biết là khẩu thị tâm phi. Hửng, thật sự không muốn, sa phim hiếp mắt, vậy được rồi, ta không động nữa. Dùng cái này thay thế đi, ta đã sớm muốn thử rồi, nói xong, hắn rút ra một thứ dưới gối, gấu trúc nhìn kỹ, hóa ra là một cái trứng rung. Safin mở công tắc, cắm nguồn điện, để quả trứng đang rung đụng vào đỉnh phân thân của gấu trúc. Cửa ra mẫn cảm nhất bị chấn động kích thích như thế, thân thể gấu trúc rung lên với biên độ lớn, dịch thể ống ánh chảy ra. Ưm, ừ, Sa Safin nghẹn hừ, dời trứng rung đi, tuyệt thật, thân ái, ngươi kẹp rất chặt. Bên trong còn rất ẩm ướt, Safin sờ tay xuống chỗ kết hợp, ngươi xem, ẩm ướt, giống như mất kiềm chế vậy. Ngươi thật nhìn được sao, không cần ta động. Thấy tay đối phương hoàn toàn ướt, gấu trúc cảm thấy sỉ nhục. Nhưng, hắn thật sự nhìn không được, vừa rồi, hắn suýt nữa đã bắn ra, ngươi, ngươi mau động. Ta muốn, ta muốn. Safin bị câu nói của người yêu manh đến chảy máu mũi, nhưng hắn vẫn không thỏa mãn, tiếp tục hỏi, ngươi muốn gì? ngươi muốn ta làm gì không nói rõ ta không biết nên làm gì hết ngữ khí vô tội gấu trúc cắn răng giọng nói mang âm khóc ta muốn gậy gậy lớn của ngươi đâm vào a à ngươi sao ngươi lại lớn như thế nghe câu nói đãng vừa rồi của gấu trúc lúc này sa phin mở hết mã lực vùi vào hậu huyệt ẩm ướt của người yêu phân thân lớn hơn một vòng được ta cho ngươi ông xã lập tức thương yêu ngươi nói xong hắn lại đẩy gấu trúc xuống giường phân thân bắt đầu đâm rút nhiệt độ cao trong nhất thời căn phòng tràn đầy tiếng nước đâm rút mị và tiếng thân thể va chạm còn có tiếng rên rỉ của hai người gấu trúc vô thức cuốn chân quanh el safin mong hắn đâm vào càng sâu kết hợp chặt chẽ với mình không để lại một chút khe hở a à, bà xã ngươi thật tuyệt ta yêu ngươi bà xã ta yêu chết ngươi a a a ta không được rồi ta muốn bắn hai chân đu trên el safin cơ thịt cả người căng chặt chân cũng căng cứng hậu huyệt co rút từng trận phân thân rung rẩy tinh hoa màu trắng bắn ra từng đợt bắn thẳng lên ngực và cầm màu sắc chênh lệch dữ dội với làn da màu mạch của hắn trông gợi cảm lại loạn safin bị cảnh tượng loạn còn có hậu huyệt cắn chặt kích thích lại đâm rút không dưới 10 cái rồi gần như cùng đến cao trào với gấu trúc hai người duy trì tư thế kết hợp một lúc safin mới rút đau ra khỏi hậu huyệt gấu trúc vì động tác này mà dịch thể từ trong hậu huyệt chảy ra khiến gấu trúc lên cao trào lần nữa phân thân chưa hoàn toàn mềm xuống lại tiết ra chút tinh thủy sa rất thích thú thân thể người yêu càng lúc càng mẫn cảm hắn bị dáng vẽ loạn này kích thích rất nhanh đã đại chấn hùng phong thân ái sao ngươi lại có cảm giác thế ngươi thật đảng, chúng ta đến lần nữa đi nói xong rồng đói nhào lên đè gấu trúc xuống a à, đừng a à. anh cha và ba đang làm gì lẽ nào các cha đang đánh nhau nhưng tại sao phải cởi sạch quần áo dáng vẻ cha hình như rất không thoải mái hình như lại rất thoải mái thật kỳ quái hi hi không phải nha họ đang ân ái dưới bề ngoài hàm hậu của nít quả nhiên che giấu nội tâm tà ác ân ái ừm đây chính là chuyện thoải mái chỉ có thể làm với người mình thích nhất nai thích anh không ác ma dụ dỗ nai ngoan ngoãn gật đầu thích nít vui sướng anh cũng thích nai nhất sau này chúng ta cũng làm chuyện cha và ba vừa làm, được không? Ác ma tiếp tục dụ dỗ. Tiểu dương vô tri gật đầu, dạ. Bảo bối nai thật ngoan. Nào, để anh khen thưởng, nói xong, hôn chốc lên môi em trai. Trong tẩm điện truyền đến tiếng tưng ưng a a, đồng thời còn kèm theo tiếng xin thả và chửi rủa của cha. Nhưng, nai rất yên tâm, đây là chứng minh hai người cha này vô cùng thích đối phương. Phiên ngoại ba, chân lai phúc bảo bối ngoan, đừng khóc, ngoan nào, giả tấn xuyên dỗ con, ông nó đi qua đi lại trong phòng, tay còn không ngừng vỗ lưng nó. Nhưng đứa trẻ vẫn khóc lớn, thật đáng thương. Chân chính Mau đến giúp, mình không những phải dỗ con, còn phải làm cơm, tên đó lại ung dung nhàn nhã ngồi trên sảnh xem báo. Hay quá nhỉ? Chân chính ngẩng đầu khỏi tờ báo, làm động tác triệu hoáng, kim quang lóe lên, một tiểu nam hài nhảy xuống từ không trung. Vượng Tài đi chăm đứa bé, Tiểu Xuyên cậu nghỉ ngơi một chút đi. Thì ra thằng bé đó chính là Phượng Hoàng Vượng Tài. Nó đã có thể hóa hình, trông như một đứa bé 7-8 tuổi. Mái tóc quy quy quan tự nhiên, đôi mắt to lóng lánh nước, cái mũi xinh xắn, còn đôi môi đáng yêu, nhìn sao cũng thấy chính là một đứa bé phương Tây. Ta kháng nghị. Ngươi ngược đã nhi đồng, Vượng Tài vẻ mặt bất mãn, non nớt phản bác. Quả thật, với thân hình hiện tại của nó, muốn nó chăm sóc con nít thật là không ra gì. Nhi đồng, năm nay mày sắp 100 tuổi rồi, còn giả thơ gì nữa, chân chính hoàn toàn không nể mặt. Ta không làm, ta ông không nổi, nhóc con tính tình nóng nảy, chu môi quay đầu đi. Chân chính, đừng ăn hiếp con nít, cậu mau qua đây. Ồ, bảo bảo ngoan, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, giả dạ tấn xuyên càng lúc càng ra dáng mẹ hiền vợ thảo, cũng càng lúc càng có khí thế sư tử Hà Đông chân chính chép miệng không tình không nguyện đi vào nhà bếp đón đứa bé làm gì còn không tình nguyện hả lúc trước là ai nói muốn có con trước kia thấy gấu trúc và tiểu la đều có con ai kia bắt đầu đỏ mắt nói họ cũng muốn sinh một đứa giả tấn xuyên không phải không muốn có một tiểu gia đình viên mãn hạnh phúc vẫn luôn là mơ ước của y hiện tại y sống cùng chân chính cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc nhưng luôn cảm thấy thiếu gì đó y nghĩ nếu gia đình có thêm một đứa bé đó mới gọi là hoàn mỹ đúng không? Hơn nữa chỉ cần nghĩ đến, đó là kết tinh tình yêu của y và chân chính, trong lòng y liền cảm động không thôi. Nhưng hiện tại, y mang thai 10 tháng, vất vả sinh một đứa bé bụ bẫm. Ai kia lúc trước luôn nói muốn có con hình như hoàn toàn không còn mong muốn đó nữa. Nếu mình không cầu hắn, hắn sẽ không chủ động ông con. Lẽ nào hắn ghét mình và cái nhà này rồi? Dạ Tấn Xuyên không chỉ một lần đau lòng. Tôi không phải không tình nguyện, là tiểu quỷ này không thích tôi. Nó quá dính cậu, chân chính nhận con, lén nhéo một cái lên tiểu pê pê của bé. Thật ra hắn một chút cũng không thích con nít, sợ dĩ cuốn giả tấn xuyên đòi sinh một đứa, chẳng qua là hoàn thành tâm nguyện của người yêu. Hắn đã biết trong lòng giả tấn xuyên luôn mong muốn một gia đình hoàn chỉnh. Thấy người yêu nhìn chầm chầm con nhà người khác mà ngưỡng mộ, nội tâm hắn một trận bất an sợ đối phương cuối cùng sẽ vì mình không cho y một gia đình hoàn chỉnh mà bỏ mình đi tìm một cô gái để tạo dựng một gia đình chính thức cho nên khi biết dục thần tuyền thủy có thể khiến đàn ông có thai hắn đã dự tính bất kể làm sao cũng phải có được để giả tấn xuyên sinh con với mình bảo đảm quan hệ của họ vì có thể có được giả tấn xuyên một cách hoàn chỉnh hắn có thể làm bất cứ việc gì sở dĩ hắn không thích tiểu quỷ này còn có một nguyên nhân này con vừa sinh ra đã tranh sủng với hắn không lúc nào không dính lấy dạ tấn xuyên đã thế vừa thấy mình liền khóc khiến hắn nghiến răng nghiến lợi nữa là mỗi khi hai người ân ái triền miên nó sẽ chọn đúng thời cơ khóc lớn căn bản là cố ý quả nhiên đứa bé vừa mới được đưa vào lòng chân chính đã khóc lớn tiếng hơn âm lượng đó quả thật có thể lật tung nóc nhà chân đại nhân thôi để tôi tới vậy lại lần nữa mượn dùng thân xác tên trộm dân tộc thiểu số chiến thiên lấy nhân hình xuất hiện nói với chân chính Ừm, chân chính giao con cho chiến thiên, tiểu quỷ đó vừa rời khỏi hắn liền cười khanh khách, mẹ, ai mới là cha mi hả? Ăn tối xong, giả tấn xuyên ông con khỏi tay chiến thiên. May mà còn có cậu, mấy năm nay chiến thiên vẫn luôn ở bên cạnh y, vừa làm vệ sĩ, lại thỉnh thoảng làm bảo mẫu cho con y, thật vất vả cho hắn. Mà y cuối cùng cũng biết rõ nguồn gốc của hắn. Kiếp trước, giả tấn xuyên còn chưa phải là con của tiên nhân gì, cũng không phải là giả bảo ngọc mà là một vị tu đạo cách đây hơn 500 năm. Sau đó đầu nhập vào người nắm quyền bấy giờ, trở thành quốc sư. Chiến thiên chính là thú nô y thu lúc đó. Bình thường những thần thú như phượng hoàng kỳ lân đều chỉ có thể triệu hoán làm thần thú hộ thân. Chúng có quyền tự chủ của mình, khi chủ nhân qua đời, chúng được tự do không bị trói buộc, cho nên chỉ tính là quan hệ chủ thuê và nhân công. Mà thú nô thì khác, chúng hoàn toàn không có tự do, cả đời bị chủ nhân nô dịch cho dù chủ nhân chết chúng cũng không thể tự do hoặc là bồi tán hoặc tiếp tục tìm đời tiếp theo của chủ nhân để hầu hạ có thể có thần thú như chiến thiên làm thú nô có thể thấy kiếp trước của mình cũng có chút bản lĩnh chẳng qua nếu không có chút bản lĩnh thì sao lại có thể may mắn như thế đầu thai làm con của hai thượng thần cũng không biết lúc đó y có phải đã nhét hồng bao cho diêm vương để đi cửa sau hay không nữa chiến thiên hoàn thành nhiệm vụ rồi lập tức lại ẩn thương không quấy rầy cuộc sống của chủ nhân. Con đã ngủ, nhìn bảo bối đáng yêu ngủ say, giả tấn xuyên rất thỏa mãn. Con vừa ra đời đã giống chân chính, gương mặt trắng nõn thanh tú. Nhưng sau đó có thể do mình chăm sóc nó thời gian dài, nên tướng mạo nó càng lúc càng giống mình, mày rậm mắt to, mũi cao. Rất ít đứa bé nào khi còn sơ sinh đã có thể có mũi cao như thế, xem ra mười mấy năm sau, con mình chắc chắn là đại soái ca điên đảo ngàn vạn cô gái. Tại sao chân chính không thích đứa bé này? Dạ tấn xuyên không khỏi xoắn xuýt. Khi phiền lòng thì sẽ muốn tìm người tố khổ. Đầu tiên yên nghĩ đến chính là em trai hư không già la. Cũng bất kể hiện tại đã là nửa đêm, cầm di động ấn số gọi. Alo, Tiểu La à. Còn chưa nói xong đã nghe bên kia truyền đến âm thanh không hài hòa. Ưm, bảo bối, ngươi thật tuyệt, thật sướng, đừng ngừng. Mau cởi dây thường ra để ta đến âm thanh này là Thương Lan lẽ nào hắn mới thật sự là người nằm dưới? Ngươi thành thật một chút, ta nghe điện thoại, giọng nói khàn mang theo lười biếng, lần này là hư không già la. Hình như bên kia cậu đang dùng thứ gì nhét vào miệng thương lan, chỉ nghe bên trong truyền ra tiếng hừ hừ khi miệng bị nhét nghẹn. Alo, anh à. Trễ vậy có chuyện gì thế, mấy năm nay, thằng em của mình càng lúc càng yêu nghiệt, bất luận nghe thế nào, trong giọng nói cũng bao hàm mị lực. Xem ra mình phá ngang chuyện tốt của người ta rồi, giả tấn xuyên đỏ mặt, vội nói, à, không có gì. Hai đứa tiếp tục đi, tiếp tục đi, nói xong, giả tấn xuyên vội cúp máy. Si. Đùa mình sao, nghe bên kia cúp máy, hư không già dạ la bất mãn phì một tiếng, ném di động sang một bên, tiếp tục chơi đùa con mồi trong tay. Cậu dẫm lên người thương lan. Tuy đã là cha người ta, nhưng hư không già dạ la vẫn là một thiếu niên xinh đẹp. Đôi chân ngọc dài như những người trên tạp chí, tuyệt đối là một tác phẩm nghệ thuật, trắng như ngọc, đường nét hoàn mỹ, ngón chân căng tròn, ngay cả móng chân cũng phím ánh sáng hồng. Chỉ thấy chân ngọc đầy sắc tình cọ cọ lên đầu nhũ của Thương lang, Thương lang bị trói không khỏi run rẩy, đầu nhũ đáng thương cũng run rẩy dựng thẳng. Hư không già la thấy thế, thỏa mãn híp mắt lại, dùng hai ngón chân kịp đầu nhũ xưng đỏ đó trêu chọc. Tuy lực đạo ở ngón chân không thể so sánh với ngón tay, chẳng qua nhẹ đùa như có như không như thế, Cảm giác sẽ càng thêm ái muội sắc tình. Phân thân bị cột của Thương Lan đã muốn chuyển tím, còn nhỏ ra dịch thể trong suốt. Thấy dáng vẻ loạn hưởng thụ ái dục của Thương Lan, hư không già la hừ lạnh một tiếng, trên chân dụng lực, hung hăng dẫm lên đầu nhũ đã dựng thẳng kia. Từng, Thương Lan bị nhét đồ trong miệng, không thể kêu ra tiếng, chỉ có thể phát ra tiếng kêu không rõ hàm nghĩa. Không nghe được tiếng kêu của đối phương, hư không già la lại bất mãn, cậu rút quần lót ra khỏi miệng Thương Lan. Thương Lan hoạt động một chút khóe miệng chua xót, sau đó hiếp mắt cười tà, thật ra, thân ái, quần lót của cậu có vị đạo rất tốt. Hư, ném cho đối phương một cái nhãn đao, hư không già la lại dẫm lên người hắn. Đỡ lưỡi dao của đối phương nhắm vào hậu huyệt của mình, phần eo chậm rãi hạ xuống. Ưm, ừ, hai người đồng thời phát ra tiếng trên thỏa mãn. Ngừng một chút, đợi hậu huyệt thích ứng rồi, cậu mới ngắt mạnh lên ngực đối phương, mau động cho ta đây ta bị trói mà hai tay thương lan bị trói không thể đỡ eo người yêu lại bị đối phương cưỡi trên người không có đối phương phối hợp hắn động không nổi vô dụng hư không già la hừ lạnh một tiếng dứt khoát tự động a à, thật tuyệt vì phân thân của thương lan đã bị cột dây thừng ma sát trong vách nội bích khiến hư không già la nảy sinh khoái cảm dị thường cậu không khỏi rên rỉ càng lớn hư không già la sướng rồi nhưng lại khổ cho thương lan Nội vách co chặt nóng hổi của người yêu quấn chặt lấy mình, lưỡi dao của hắn sớm đã chuyển tím, nhưng vẫn không thể phát tiết, lúc này còn chịu dày vò như thế, thật là thống khổ kim khoái lạc. Thân ái, mau cởi ra cho ta, ta không được rồi, mau lên. Hư không già la liếc mắt nhìn hắn, nhưng không thèm động đậy chỉ lo sướng cho mình. Khi cậu cảm thấy sắp đến cao trào, mới chậm rãi nâng eo, rút phân thân của đối phương ra, chỉ lưu lại phần đỉnh ở trong, sau đó cởi dây thừng tiếp theo lại là tiếng da thịt va chạm a à, tiếng trên lên cao hai người đồng thời đến cao trào xem ra chỉ có thể tìm gấu trúc tuy nó ngốc một chút nhưng cũng vẫn là một người bạn có thể tâm sự giải khuây quan trọng nhất là hiện tại y không tìm được ai có thể nói chuyện cuộc sống phu phu với mình alo viagra à không làm phiền cậu chứ tiểu giả hả không có nick và nai đều ngủ rồi mới nói xong đã nghe tiếng sột soạt bên cạnh Tiếp theo là tiếng trách cứ của gấu trúc, đi sang một bên. Tiểu giả à, còn đó không? Tôi đuổi nhân tinh dính người đi rồi, cậu có chuyện gì thế, xem ra vừa rồi là sắc lông quấy rối gấu trúc. Thật tốt, hai người này kết hôn nhiều năm vẫn còn ân ái như thế. Hơn nữa Safin không những dính gấu trúc sát rạc, mà cũng vô cùng sủng ái hai con, là ba ba ngốc tiêu chuẩn. Mà cái tên ở nhà mình, nghĩ đến, y liền cảm thấy ảm đạm là thế này tôi muốn thương lượng với cậu một chuyện chuyện này cậu nhớ đừng nói ra ngoài đó chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ừm tôi tuyệt đối không nói gấu trúc có vẻ rất thành khẩn giả tấn xuyên lại ấp a à ấp úng nửa ngày cuối cùng mới mở miệng từ sau khi tôi sinh con chân chính rất ít khi chạm vào tôi sinh con rồi số lần tôi và cậu ấy 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 có thể đếm rõ hơn nữa hình như cậu ấy không thích con cậu nói xem có phải tình cảm của cậu ấy dành cho tôi đã phai nhạt rồi, còn chưa nói xong, di động đã bị người phía sau đoạt mất. Giả tấn xuyên vội quay đầu nhìn, chỉ thấy chân chính mặt đen như đáy nồi, ngữ khí âm u, tôi đang nghĩ gần đây sao cậu cứ như người mất hồn, thì ra là đang suy nghĩ những chuyện linh tinh này à. Vậy thì tôi sẽ dùng hành động nói cho cậu biết, tình cảm của tôi dành cho cậu sâu đậm cỡ nào. Nói xong, hắn ném di động lên tủ đầu giường đẩy giả tấn xuyên ngã xuống giường, sau đó chậm rãi cởi nút áo của mình. Giả tấn xuyên có dự cảm không tốt, y phát thệ, y thấy trong mắt chân chính lóe lên tia sáng xanh như sói đói. Mà mình, chết tiệt, y lại còn có hơi mong đợi. Sao? Muốn cởi giúp tôi à, chân chính thấy người yêu si mê nhìn mình, khóe môi cong lên nụ cười trêu cợt, hay muốn tôi cởi cho cậu? Tôi, tôi tự tới, không ngờ bị tên mặt liệt trêu cợt, giả tấn xuyên vừa xấu hổ vừa bực mình, y thô lỗ cởi đồ ra chân chính tặc lưỡi chật chật cởi đồ một chút cũng không gợi cảm nhưng trong mắt hắn lại có lực hấp dẫn chí mạng giả tấn xuyên nằm lên giường bất mãn nhìn động tác cởi đồ chậm rãi của chân chính y dứt khoát tiến tới cởi quần đối phương quần lót của đối phương đã dựng thẳng thành cái lều từ lâu phu nhân thật chủ động a à, thật ra tối nay khi ăn lạp xưởng cậu làm tôi đã cảm thấy chân chính ghé vào tai giả tấn xuyên thủ thủy Giả tấn xuyên trận mắt nhìn hắn Sắc quỷ này Nhưng y cũng đã yên tâm Thì ra đối phương chưa hề chán mình Khi cởi quần lót xuống Y lại giật nảy mình Vì cái thứ rất có tinh thần kia bắn ra gần miệng y Còn văng một chút dịch thể lên mặt y Tiểu xuyên Cậu thật nhiệt tình Nó muốn cậu lắm Cậu giúp nó đi Chân chính nhìn chầm chầm vào môi giả tấn xuyên Hắn cũng không nắm chắc Không biết đối phương có nguyện ý khẩu giao cho mình không dù sao nhiều năm như thế, hai người đều chưa từng thử qua. Mặt giả tấn xuyên nóng lên, y biết mặt mình hiện tại chắc chắn có thể so với quan công. Y do dự một chút, ngón tay vuốt lên phân thân đối phương, thè lưỡi ra, nhẹ liếm lên như chuồng chuồng lướt nước. Chân chính nhịn không được nhẹ run, giả tấn xuyên ngước mắt nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn lại hưởng thụ của người yêu, y như được cổ vũ, ngầm phần đỉnh phân thân vào miệng. Y vừa múc, vừa mô phỏng luật động của tình sự, để phân thân đối phương đâm rút trong miệng mình. Chân chính hưởng thụ nhẹ ngâm nga, hai tay len vào mái tóc đen của giả tấn xuyên. Tuy đối phương không có kỹ xảo gì đáng nói, nhưng vừa nghĩ đến người yêu khẩu giao cho mình, hắn liền cảm thấy máu nóng trào lên, cảm giác thỏa mãn khiến hắn cũng muốn bay bổng. Tay giả tấn xuyên đột nhiên sờ xuống hai túi của chân chính, nhẹ xoa nó. Chân chính suýt nữa không nhìn được, buông súng đầu hàng. Hắn vội đẩy người yêu ra, rút phân thân khỏi miệng y sau đó hắn nằm xuống, để phân thân nằm gần ngay mặt người yêu, hình thành tư thế 69. Thân ái, tiếp tục đi, chân chính nói, tay đã thọ đến hậu huyệt đối phương. Giả tấn xuyên không khỏi đỏ mặt, tư thế này thật quá loạn. Nhưng thời gian không cho y nghĩ nhiều. Từ phân thân truyền đến cảm giác ẩm ướt chặt khít. Y cúi đầu nhìn, thì ra là chân chính ngậm phân thân của y, đang khẩu giao cho y mà ngón tay dính gheo bôi trơn của đối phương cũng đã đâm vào hậu huyệt của mình cảnh đôi môi đỏ của đối phương nhẹ mút liếm trên phân thân mình quá mức trung động, khiến hậu huyệt y căng chặt, suýt nửa bắn ra. Chân chính đúng lúc buông gậy THT bắt đầu tiết dịch ra, thân ái, cậu chặt quá. Thả lỏng chút, nếu không tôi không thể vào, nói xong, vỗ mông giả tấn xuyên một cái. Giả tấn xuyên không khỏi run rẩy và dọc dịch thể đã nhỏ xuống. Làm xong công tác mở rộng, chân chính để giả tấn xuyên tiếp tục tư thế nằm sấp mà mình thì từ đằng sau tiến vào mật khẩu tiêu hồn đó. Giả Tấn Xuyên hiện tại không những đỏ mặt xấu hổ mà toàn thân cũng đỏ. Tư thế sau lưng này bình thường họ rất ít làm vì Giả Tấn Xuyên không thích, luôn cảm thấy nó giống tư thế của động vật, nhưng lại có chỗ kỳ dị, mỗi lần y nghĩ đến điểm này luôn sẽ có cảm giác nội bích thu lại chặt hơn. Cho nên chân chính vô cùng thích tư thế này. "Tư, thân ái, cậu chặt quá. Tôi sắp bị cậu hút khô rồi." ô bảo bối cậu thật tuyệt chỉ cần tôi sờ vào gậy tht của cậu mặt sau của cậu sẽ căng chặt ở đây còn tiết dịch này thật là cực phẩm đúng vậy tên này bình thường giả khóc nhưng lúc này lại nói rất nhiều nghe những lời bẩn thỉu này giả tấn xuyên nhẹ run người hậu huyệt càng thiết chặt dưới sự bức ép của nơi chặt chẽ nóng hổi chân chính chịu không nổi hắn nhanh chóng đâm rút tay cũng không quên hoạt động trên phân thân của giả tấn xuyên ưng ừ. À. cuối cùng đâm rút vài cái thật mạnh hai người đồng thời bắn ra tinh hoa của mình kích tình qua đi chân chính kéo giả tấn xuyên vào lòng nhẹ vuốt ve lên tấm lưng ướt mồ hôi của đối phương kề tai thầm thì ngốc nghếch tình cảm của tôi dành cho cậu sẽ không có ngày phai nhạt chỉ càng thêm sâu đậm khi cậu mang thai vì không muốn tổn thương con cậu biết tôi phải dùng bao nhiêu lực ý chí mới nhìn không chạm vào cậu không thấy người yêu đỏ mặt xấu hổ hắn vui vẻ liếm lên mặt y lại nói, không phải tôi không thích con, mà là, tiểu quỷ đó không thích tôi. Nó là con của tôi và cậu, tuy tôi quả thật không thích con nít, nhưng nó là cốt nhục của chúng ta, đương nhiên tôi sẽ thương yêu nó. Chẳng qua tiểu quỷ đó thật đáng ghét, mỗi lần đều nhân lúc chúng ta ân ái chui ra làm loạn, thời gian này nghẹn chết tôi rồi. Giả dạ tấn xuyên nhéo mạnh lên eo đối phương, ít. Lúc trước sau không nhìn ra cậu là sắc quỷ chứ? Lẽ nào cậu không thích? lại một nụ hôn kích tình khi hai người đang hôn khó phân trong góc phòng đột nhiên truyền đến tiếng khóc chấn động trần nhà chân chính bực mình móe tiểu quỷ chết toi lại làm loạn hắn còn muốn đến lần thứ hai mà bảo bảo tỉnh rồi tôi qua đó xem giả tấn xuyên đẩy sát quỷ trên người ra khoác áo vội vàng xuống giường kiểm tra con chân chính hận ngứa răng tôi quyết định rồi tên của tiểu quỷ này là chân lai phúc Hết quyển 3, chương 71, hết truyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.